Rồi, mến chào quý anh chị và các bạn. Thì mình lại gặp lại nhau trong một cái video tiếp theo trong series mà mình cùng nhau mình học cái khóa học, cái cuốn sách Hands-on Machine Learning với Scikit-learn, Keras và TensorFlow của Aurelion Geron. Thì phần trước là mình đã làm quen với cái bộ dữ liệu MNIST, rồi mình giải cái bài toán là Classification. Mình dừng ở cái phần là Confusion Matrix. Hôm nay mình sẽ nói tiếp cái phần đó. Nhưng mà trước hết là mình sẽ cùng nhau mình đi qua những cái bước mà mình đã nói ở cái video trước. Setup cái dataset, rồi mình train cái mô hình Binary Classifier. Mình đánh giá nó với những cái phương thức hơi ngây thơ một chút, như dùng cái chỉ số accuracy, và để rồi mình thấy rằng có những cái vấn đề khi mà với một cái bộ dữ liệu nó bị lệch, bị quá ít những cái positive class mà quá nhiều cái negative class đó, thì việc mình dùng cái chỉ số accuracy, chỉ số độ chính xác đó, nó sẽ không giúp mình đánh giá tốt được model. Để rồi mình phải cần có những cái công cụ khác. Thì đầu tiên mình sẽ cùng nhau đi qua những cái phần như vậy trước. Một số những cái bước setup thì cứ bắt chước theo trong cái Jupyter Notebook của cái chương 3 thôi. Bây giờ mình mới bắt đầu là gọi là chuẩn bị cái bộ dữ liệu MNIST. Rồi đầu tiên là gọi là dùng KPI của Scikit-learn dataset để mình xài cái function fetch open ML để mà mình lấy cái bộ dữ liệu về, bỏ cái vô cái tên là MNIST 784 này. Rồi như bữa trước mình cũng đã biết về cái attribute description giúp mình gọi là có một số thông tin về cái bộ dữ liệu này, đúng không? Đó là một cái bộ dữ liệu với những cái chữ viết tay, những cái ký tự, những con số viết tay với 784 feature. 784 có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái hình á của trong cái bộ dữ liệu này nó có kích thước là 28x28. 20 nó đúng hơn là đúng không? 28x28, 8x8, 64 đúng rồi. Tức là bề dài bề rộng á là 28x28. Dẫn đến khi mà mình gọi là làm phẳng nó ra, trải dài nó ra thì nó thành ra là 784 con số. 28x28, nhưng mà mỗi một pixel nó chỉ có một tức là chỉ có một lớp thôi, tại vì nó hình trắng đen cho nên nó chỉ một lớp thôi. Nếu mà hình màu thì mỗi tại một pixel nó có 3 con số, thì nếu mà là như vậy thì nó phải là 28x28x3, nhưng bây giờ đây là cái bộ này là hình trắng đen cho nên là chỉ có là 784 thôi. Rồi nó được chia ra làm training set với 60.000 cái hình đầu tiên là training set, và test set thì 10.000. Thì mấy cái này là vừa trước mình đã biết rồi ha. Đó, cái này giúp mình biết được cái một số thông tin về cái bộ dữ liệu này. Ngoài ra mình có thể dùng cái function key này để mình xem những cái gọi là ở trong cái bộ dữ liệu này nè, nó là một cái dictionary, đúng không? Nó là một cái dictionary gì thì cái những cái key của nó sẽ là gồm những cái này. Vừa rồi mình vừa mới xem cái description, thì ngoài ra còn những cái key khác, ví dụ như cái key target thì mình sẽ thấy một cái dãy số thế này. Thì dành cho bạn nào quên rồi đó thì mình có thể ôn lại chút xíu nhanh thôi. Cái bộ dữ liệu này á thì mình biết rồi, nó là ở trong hồi nãy mình thấy người ta ghi là nó là cái dimension là 784 vậy. Thì cái bộ dữ liệu đó thì cái là mấy cái tấm hình được gắn cái nhãn, dụ như cái hình đầu tiên, kể cái hình bự bự xíu đi, đây hình đầu tiên á trong cái bộ dữ liệu này là cái hình số 5 chữ viết tay đó, thì nó sẽ được gắn cái nhãn là 5. Rồi cái hình thứ hai đó trong cái bộ dữ liệu đó là số 0 viết tay, nó sẽ được gắn nhãn là 0. Cái hình thứ ba trong bộ dữ liệu đó là hình số 9 đi, thì nó sẽ được gắn xin cái nhãn là 9. Vậy thì từ đây mình mới chuẩn bị cái dữ liệu để mà huấn luyện mô hình á, thì mình sẽ làm phẳng cái này ra để thành ra một cái vector. Làm phẳng có nghĩa là về cơ bản khi mà cái hình này đưa vô máy tính á, ví dụ một cái hình nào đó, hình con chó, con gà gì đó, là một cái hình màu chẳng hạn, đúng không? Thì khi đưa vô máy tính á, nó sẽ nhìn nhận thành ra là một cái ma trận mấy con số. Mà nếu là hình màu đó thì nó là một đúng hơn là ba ma trận các số. Cái ma trận đầu tiên nè là cái lớp đầu tiên này, mấy con số nha. Mấy số này là mấy cái vị trí này đều là từ 0 đến 255 hết á. Nói chung một cái ma trận số. Rồi cái hình màu thì nó có 3 lớp, nói chung là có 3 ma trận, red, green, blue này. Đây cũng một cái ma trận số nữa nè. Rồi cái hình cái lớp thứ 3 nè. Đó, mấy cái dấu x này cũng là đại diện mấy con số đó. Ví dụ như 15, 20 thì 254. Nói chung lớn nhất là 255, nhỏ nhất là 0. Ý muốn nói cái hình con gà này đó, máy tính nó nhìn thấy một cái ma trận, ba cái ma trận nó xếp lớp lại mấy con số, tức là ba ma trận số xếp lớp lại, chứ nó không thấy con gà không dịch gì đó. Vậy thì tương tự với bộ MNIST đó thì nó cũng là ma trận số, nhưng mà vì đây là cái hình trắng đen cho nên nó chỉ có một lớp thôi. Tại khái là chỉ có một lớp, một cái ma trận số thôi, chứ không phải ba cái. Vậy thì ví dụ như là cái hình này hình số 5 gì, thì nếu mà mình in nó ra thì có thể mình sẽ thấy cái dạng gì này. Một cái ma trận số gì nè, không nè, mấy cái chỗ nào mà có nét á là mấy chỗ đó là giá trị nó lớn, là nó đen nên mình không bự ra kiểu giống vậy nè. 255 nè, 255 nè, 255 nè, 255 nè. Các bạn hiểu ý không? 255 nè, 255, có thể không phải 255 nhưng mà có 200 mấy, ý muốn nói là cái nét nó đen, đúng không? 255, 55 thành ra cái nét của cái số 5, còn lại mấy chỗ khác là không hết. Và hình như đây là một cái ma trận số mà máy tính nó thấy khi mà nó nhìn vô cái hình số 5, chứ nó đâu có thấy số 5, nó chỉ thấy một cái ma trận số vậy thôi. Bởi vì cái nền màu trắng cho nên mình biết mấy cái chỗ này là số 0 hết, nó chỉ có cái nét số 5 ở đây là những cái giá trị pixel ở chỗ cái nét này đó là nó mang giá trị cao thôi, có thể không phải 255 mà 254, 250 gì đó. Đó, vậy thì mà tại sao nó lại là 255, hoặc là ý là tại sao nó lại lớn nhất là 255, nhỏ nhất là bằng 0? Bởi vì mình đã học rồi, khi mà cái hình đưa vô thì mỗi một pixel của nó đó,
máy tính sẽ cho là một cái chuỗi nhị phân, một byte đúng không? Ví dụ như một byte là 8 bit, nó sẽ mang giá trị, nó là một cái chuỗi. Ví dụ như cái pixel ở đây đi, con số này sẽ được cho 8 bit để mà có cái chuỗi nhị phân là một byte đó. Thì chuỗi nhị phân thì 0101 gì đó đúng không? Giả sử như cái chuỗi này đi, một byte này mình chuyển nó ra từ nhị phân sang thập phân thì mình sẽ chuyển như thế nào? Có phải là mình ở đây là 0 1 2 3 4 5 6 7, như vậy cách tính của mình đó là ví dụ như cái chuỗi như thế này 0 1 1 0 1 0 0 1 chuyển nó ra con số theo như thập phân thì là bao nhiêu, thì có phải là 1 nhân với 2 mũ 0 không? Rồi đây 0 0 nè, nhân này cộng nha, nhân cho 2 mũ 1 rồi rồi cộng 0 nhân cho 2 mũ 2 đúng không? Nói chung là đây là 2 mũ 3, rồi 2 mũ 4, 2 mũ 5, 2 mũ 6, 2 mũ 7 đó. Vậy thì đây là 0, đây là 1 nè, 1 nhân cái này, 0 nhân cái này, 1 nhân cái này, 1 nhân cái này, rồi 0 nhân cái này đó. 0 nhân 2 mũ 7 cộng 1 nhân 2 mũ 6 cộng 1 nhân 2 mũ 5 đó, cộng hết mấy cái này lại mình sẽ ra được cái giá trị gọi là decimal point của cái chuỗi binary này. Như vậy nếu như mình có một cái chuỗi mà full là số 1 đi, thì đương nhiên là mình sẽ có, khi mình chuyển nó ra thập phân đó, thì mình sẽ là 2 mũ 0 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 3 tới 2 mũ 7, thì nó sẽ là 255. Đây là ôn lại kiến thức gọi là cơ bản chút xíu về ví dụ này. Vậy thì nếu mà là hình màu á, thì mình có 3 byte ở một pixel là 24 binary, tức là 24 bit. Còn ở đây mình hình trắng đen thì mình chỉ có 1 byte ở một pixel thôi. Thì bây giờ bắt đầu mình mới gọi là làm gì với mấy cái này, thì mình mới bắt đầu mới trải nó ra để thành ra từ 2D thành một cái ma trận, chuyển nó thành một vector. Ví dụ như ở đây mình lấy ví dụ như cái hình này đi, gọi là trải phẳng nó ra đó, thì mình mang mấy cái giá trị này nè, mình viết thành một hàng. Cái hàng đầu tiên nè, mấy dấu x là mấy con số đúng không, như đã nói rồi, đến cái hàng cuối cùng đó, rồi bắt đầu lấy cái hàng này ghi tiếp nè, để rồi mình có một cái sự nối tiếp, tiếp tục mấy con số nó tiếp tục đến cuối cùng ở đây nè. Xong bắt đầu tới cái hàng này, hiểu không? Mấy ý nghĩa là mình sẽ chuyển ba cái ma trận này thành ra là một chuỗi số thôi, một dãy số thôi, gọi là một cái vector, cái con số chuyển từ 3D sang 2D, xin lỗi 1D đó. Thì đây cũng vậy, mình cũng trải phẳng mấy con số ở trong cái ma trận này ra, cái ma trận 000 rồi 255 rồi này ra, để thành ra một cái vector thôi, 00 đâu đó là 255 ở đâu đó, rồi cuối cùng đây là 0, để mình thành ra một vector có là nhiêu, ở đây 28 nhân 28 thì cái vector này sẽ là 784 con số, hay còn gọi là 784 dimensional vector đúng không? Vector thì cái này sẽ làm thành cái x hay là cái x0, tức là cái training sample đầu tiên đó. Hay mình có thể ghi thế này cũng được, là x0 đây chính là cái vector của cái training sample đầu tiên. Thì model nó phải tìm cách nó map được cái này với cái label, thì cái này chính là cái gọi là cái y0. Vậy thì đó là một cái cặp dữ liệu đó, một cặp dữ liệu huấn luyện đó, một bộ, một cái training sample. Rồi thì tương tự đây mình cũng sẽ có những cái training sample thứ hai, ví dụ như cái này cũng sẽ tạo thành một cái vector đúng không, một cái vector cái con số để làm nên là cái x1, để rồi gắn với nó là cái label là y1 chưa, tương tự như vậy. Thì nói chung là mình sẽ có được là những cặp là cái hình thể hiện là cái vector, cái giá trị, cái label, hay là cái target value, cái hình thứ hai, cái label của cái hình thứ hai, thành ra nguyên cái bộ dữ liệu huấn luyện là vậy. Sau đó người ta chia nó ra thành training set và test set để mà kiểu như để một phần để mình kiểm tra. Thì nói chung ôm lại chút xíu chỗ này dành cho bạn nào quên cái vụ mà mấy cái kiến thức ở này. Rồi cũng giống như ở đây á, mấy cái phần trước á mình đã đi qua mấy bước này rồi, nhưng mà ở đây mình muốn gọi là đi lại một số, tại vì để lâu quá quên. Thì tại đây đó là mình bắt đầu mình lấy cái data của nó, mình gán vô trong cái ma trận x, mình lấy cái target mình gán vô trong cái vector y, thì x của nó sẽ có cái dạng thế này nè, cái ma trận số. Tại sao các bạn ma trận số thì vừa mới nói rồi đúng không? Bây giờ cái training sample đầu tiên là cái vector này cái gì, rinh nó ra bỏ đây nè, nó thành ra một cái hàng đầu tiên của cái ma trận x. Rồi cái training sample thứ hai nè, nó cái vector x2 nè, rinh nó bỏ đây nè, tức là mỗi một cái hình đó, nó thành ra một cái vector, một cái hàng những con số đúng không? Vậy thì tất cả cái hình này nó tạo thành ra một cái ma trận, và mình gọi nó là cái ma trận x lớn, và mỗi hàng của nó là dữ liệu của một cái hình trong bộ dữ liệu huấn luyện. Thì là số hàng là bao nhiêu, là 70.000, tại bộ dữ liệu này có 70.000 cái hình đó, thì mình sẽ có cái ma trận x lớn chứa tất cả các cái vector của tất cả các hình. Rồi mấy ông nội này, mấy thằng y nè, thì mình bỏ đây y nè, y không nè là 5 nè, đây là thằng thứ hai là 0 nè, thì nó sẽ làm nên một cái vector gọi là vector y, vector target ma trận x, vector y đó. Rồi trong cái bộ dữ liệu này thì người ta làm sẵn cho mình rồi, người ta cắt ra ví dụ như 60.000 cái hình đầu tiên thì mình dùng để huấn luyện đúng không, cũng tương ứng là cắt ra cái khúc này mấy thằng target, còn 10.000 cái cuối cùng đó, 10.000 cái để dành ra là để mà test phải không, khúc này để test, thành ra cái bộ này gọi là bộ training. Tức là ban đầu mình muốn có cái bộ dữ liệu để huấn luyện, nhưng mà khi mà mình làm thì mình phải tách ra một phần để rồi mình gọi cái phần này là training thật sự, để train, và cái phần gọi để mà test set đó. Cho nên khi mình in cái x ra, mình thấy nó là một dãy con số nè. Đây là này chính là cái hàng những con số của cái hình đầu tiên đó, là chính là cái này nè đó.
Ở đây mình không thấy cái số 255 đâu cả, bởi vì như đã nói 255 nằm đâu giữa này nè. Còn khúc đầu khúc đuôi là bởi vì nó đều là cái nền trắng, cho nên là mấy cái khúc chỗ này nè là số 0 hết á. Thậm chí cái hàng đầu nó cũng chưa có đụng cái nét vô đâu, cho nên là nguyên cái hàng đầu này là 0 hết á. Và hình như không? Nên qua mấy cái hàng ở dưới đó, bắt đầu nó mới đụng cái nét ở đây. Thì mấy chỗ này nó mới có cái giá trị là 250 mấy. Rồi cái label của nó là 5 nè, như cũng đã biết không? Giờ mình in cái y ra đi, nên mình in cái y đây nè. Đó, yeah. Rồi bây giờ mình có thể in cái shape của tụi nó ra để xem biết cái kích cỡ hoặc là cái kích thước tụi nó đúng là 70.000 × 784 đúng không? Như vừa mới nói luôn. Đây, nó là 70.000 cái hình nên là sẽ 70.000 cái hàng, mỗi hàng là một cái vector đó. Cho nên là cái kích thước của cái ma trận này sẽ là 70.000 hàng. Viết hơi xấu, hơi lộn xộn, anh em thông cảm nha. Cái ý tưởng là 70.000. Còn mỗi một hàng thì có bao nhiêu số thì biết rồi, 784. Nên thành ra ma trận này có shape là 70.000 × 784. Còn cái y nó là một vector thôi, nên x này là 2D vector, 2D array. Còn y là một vector, nó là 1D array. Cho nên là khi mà in cái shape của y ra, mình sẽ thấy nó chỉ có 70 phần tử thôi. Nè, in cái y shape nè. Oh, rồi tương tự thì cái này phần này mình bắt trước. Mình gọi như mình học lóm theo cái ông này để mình chuẩn bị một cái function nó giúp mình vẽ ra hoặc in ra, vẽ ra hoặc là in cái một cái training sample ra để mình coi đó. Thì cái function này đầu tiên á, nó nhận vô cái image á, thì nó nhận vô cái gì, nó nhận vô một cái hàng đúng không? X0 thì nó nhận vô một cái vector thôi, một cái vector mấy con số thôi. Thì đầu tiên nó phải reshape lại từ một cái vector 784, nó phải reshape lại thành ra cái ma trận 28 × 28, rồi mới dùng cái function của matplotlib để nó plot ra, nó plot cái ma trận số này ra. Thì chỗ nào nó mang số 0 thì màu trắng, chỗ nào nó mang giá trị mà 250 mấy thì nó là màu đen, thì mình sẽ thấy được cái con số nó vậy thôi. Thì mấy cái này mình cứ lướt qua đi. Rồi này ông vẽ cái hình đầu tiên ra là đúng là số 5, thì đúng ứng với cái label của thằng đầu tiên đúng không? Đó, label của thằng đầu tiên nè, đương nhiên nó cũng là số 5 ở trên đây. Rồi tiếp theo thì cũng như phần trước, mấy cái video ý là cái video của phần trước của cái phần của chapter 3 này mình cũng đã nói đến. Đầu tiên người ta sẽ dùng cái bộ dữ liệu này để người ta dạy cho mình về việc mà huấn luyện một cái binary classifier. Binary có nghĩa là chỉ có hai gọi là hai loại thôi, tạm hiểu vậy đúng không? Binary mà. Vậy thì làm sao bây giờ với cái bộ dữ liệu này là có tới 10 loại mà bây giờ lại huấn luyện một cái binary, tức là có chỉ có classifier phân biệt hai loại thôi thì như thế nào? Mình đã biết ở phần trước, bây giờ mình đi lại chút xíu chỗ này, training binary. Vậy thì cơ bản là người ta sẽ gọi là chế lại chút xíu cái bộ dữ liệu này để tạo ra một cái bộ dữ liệu để huấn luyện một cái mô hình giúp phân biệt được là cái hình đó có phải là số 5 hay là không. Khi mà sau phần này mình huấn luyện một cái mô hình gọi là multiple class classification model đây, thì mình sẽ huấn luyện một cái mô hình đầy đủ, đưa vô cái hình thì nó xuất ra cái này số này số 5 hay là cái hình kia thì là số 7. Nhưng bây giờ mình huấn luyện một cái hình mô hình binary trước, thì mình kiểu như là huấn luyện để mà nó nhận diện được cái hình này có phải là số 5 hay không, hay là có phải là số 3 hay không, để mình học cái dụng binary classifier trước. Thì để làm vậy thì họ mới chuẩn bị một cái bộ dữ liệu tạm gọi là binary dataset đó, gì nè, Y-train. Cái này có trước đó mình phải làm một cái động tác là chia nó ra thành training set và test set, như vừa mới có nói ở trên đã. Train, test, split, ghi mình hiểu được rồi. Thì nó thế này đúng không? Cơ bản là mình sẽ lấy cái hình từ đầu tiên đúng không? Từ cái hàng đầu tiên đến cái hàng thứ 60.000 để mình gán cho cái ma trận X-train, cũng như là cái con số từ đầu tiên đến con số 60.000 mình gán cho cái vector Y-train. Còn từ cái 60.000 trở đi mình gán cho cái X-test đúng không? Đây chính là mình làm cái bước này đây. Từ cái đầu tiên cho đến cái 60.000 mình gán nó cho cái gọi là X-train nè. Rồi từ cái 60.000 đến hết, tức là đến cái 70.000 đó, thì mình sẽ gán nó cho gọi là X-test nè, đúng chưa? Rồi ông này cũng vậy, ông này của mình sẽ có là 60.000 cái item đầu tiên của vector Y, mình sẽ cho nó là cái gọi là Y-train hay E-train. Rồi ở đây mình cho nó là Y-test đó, thì mình sẽ làm việc với cái X-train, Y-train thôi. Còn X-test thì mình để dành cho lúc mà kiểm tra. Còn bạn nào rành Python thì mình biết cái này mình học qua được cái kiểu vậy đó. Trong một cái array hay một cái vector, bây giờ mình lấy một cái list, mình muốn lấy từ cái thằng đầu tiên đến cái thằng số bao nhiêu đó, thì nó vậy nè, 2.60.000 thì nó sẽ lấy từ cái thằng số 0 đến thằng số cái index là 59.999, tức là 60.000 thằng đầu tiên. Còn từ 60.000 trở về cuối lấy hết những phần còn lại thì là như vậy. Nói để cho bạn nào mà không rành Python thì vừa học machine learning vừa mình bổ sung mấy kiến thức đó luôn, cũng không có gì cả. Rồi quay lại cái vụ này đó, thì cái đây chính là cái gì, chính là mình chuẩn bị một cái bộ dữ liệu gọi là binary Y-train bằng 5. Nguyên cái câu lệnh này nó cho mình biết nè, nó sẽ tạo ra theo kiểu gì nè. Quay lại cái hình bên đây, copy cái hình bên đây, mình đây, ví dụ như mình đang có cái Y-train là cái này gì, Y-train nè, như mình nãy mình nói nó sẽ là một cái vector có 60.000 con số đúng không, để rồi Y-test là 10.000 số còn lại đúng không. Thì Y-train ví dụ như đây là 5017 rồi 9 gì đó, ok. Thì cái vụ mà Y-train rồi cho nó bằng 5 gì, thì
kết quả. Cái này nó sẽ cho mình một cái vector, cái chỗ nào bằng 5 á thì nó sẽ là 1, hay là true cũng được, true hay 1 thì máy tính nó cũng hơi hiểu là như nhau. Đây đúng là bằng đây, không phải bằng mà là một cái kiểu như phép so sánh. Rồi đó thì đại khái nó sẽ ra trả cho mình chỗ này là bằng 5 đúng không? Ok, nó là 1. Cái này không bằng 5 đúng không? Nó là 0. Chỗ này không bằng 5 đúng không? Nó cũng bằng 0. Chỗ này bằng 5 không? Không, cũng bằng 0 luôn. Nói chung cái chỗ nào mà bằng 5 á thì nó sẽ trở thành 1 đúng không? Chỗ đây. Rồi chỗ nào không bằng 5 á thì thành 0, thì mình sẽ có một cái vector gán ở đây cho nó là cái vector và đặt tên là y_trend5. Y_trend giải cho bài toán binary là phân biệt xem cái hình có phải là số 5 hay không. Nó đại khái vậy. Còn cái x thì giữ nguyên, cái x vẫn là cái dữ liệu đó thôi. Chẳng qua bây giờ mình sẽ huấn luyện một cái bài toán binary classification thay vì là multiple class classification. Tương tự như vậy với cái ông y_test thì mình vẫn phải cần một cái bộ dữ liệu để kiểm tra. Thôi mình cũng làm tương tự để mình có được cái y_test 5 này. Rồi nếu thất thiệt mình có thể in ra cái y_trend y_trend 5 này xem thử là nó có phải là 1010 giống như mình vừa mới nói hay không. Đây các bạn thấy nó không phải 1010 mà nó true 4 rồi vân vân. Nói chung là true là 1, 4 là 0 đó. Rồi. Thì như mình đã biết ở bữa trước, mình sẽ xài cái scikit-learn, một cái model mà có thể giải quyết cái bài toán gọi là binary classifier này đúng không? Dùng cái này hay là mình thử với gọi là cái stochastic gradient descent classifier. Mình khởi tạo nó với random state 42 để mình gọi là rebuild được cái kết quả, tức là tái lập được cái kết quả giống như trong sách. Do đó mình gọi là fit bỏ x trend y trend 5 vô đúng không? Thì nó sẽ thực hiện cái việc là nó fit, nó huấn luyện mô hình này. Thì đương nhiên là mình trong cái nội dung của cuốn sách hands on nên người ta sẽ chỉ cho mình cách, ví dụ như mình có thể dùng cái thằng scikit-learn, dùng cái thư viện Linimodel SGD Classifier để ngay lập tức mình có được cái mô hình đó. Rồi mình khởi tạo nó, mình gọi linfit là nó huấn luyện xong, mình cũng chẳng cần phải tự làm. Nhưng mà nếu mà đã cùng nhau học thì mình cũng có thể ôn lại chút xíu là cái mô hình này nó huấn luyện làm gì trống đúng không? Mặc dù với những cái sự hỗ trợ của như là scikit-learn rồi đó thì mình có thể rất là nhanh chóng để mình xây dựng ra một cái mô hình giúp là nó fit được, nó học được cái bộ dữ liệu này. Tuy nhiên dành cho anh em mà không biết gì về machine learning hoặc chưa có những kiến thức cơ bản đó thì mình có thể hình dung nó vậy nè. Mình có thể hình dung nó vậy nè. Nếu nó dài dòng thì nó sẽ mất thời gian, nhưng mình có thể hình dung nó là bây giờ một cái model, một cái mô hình học máy nó giống như một cái công thức có những cái tham số gì đó. Ví dụ như mình có một cái công thức tính ra y từ x gì, vậy thì mình coi như là y bằng một cái công thức gì đó nhận vô x thì tính ra y. Trong công thức đó thì nó được quy định bởi cái dạng cụ thể nào đó của một cái phương trình, một cái hàm số, ví dụ như y bằng x cộng b đó thì nó là một cái dạng phương trình tuyến tính đúng không? một cái hàm số tuyến tính với hai tham số a và b, hoặc là y bằng x bình phương cộng b cộng c nó là một cái phương trình, một cái function phi tuyến. Thì muốn nói là cứ bỏ x rồi khớp theo cái công thức đó với những hàm số đó với những cái giá trị tham số như vậy nó tính ra y. Vậy thì cái việc mà nó huấn luyện á về cơ bản là làm chuyện đó này. Bây giờ cho rằng để mà không mất thời gian đó, thì mình cứ coi rằng cái hàm số đó là một cái hàm số nó theo theta, nó nhận vô cái x để nó cố gắng nó tính ra là y. Vậy đồng nghĩa là bây giờ cái theta này là cái bộ parameter thể hiện được cái kiến thức của model. Nói chung là theta này có thể đại diện cho a và b nếu như mà f ở dạng là ax cộng b, hoặc là một cái bộ tham số của một cái phương trình cụ thể nào đó. Nhưng hiện giờ mình nói vắn tắt, mình có thể không cần quan tâm, mình chỉ biết rằng trong cái mô hình này á thì nó có những cái tham số mà nó thể hiện cái kiến thức của mô hình trong cái khả năng mà giúp nó dự đoán được hoặc là khớp được dữ liệu đầu vào x với cái y là cái đầu ra, cái target. Vậy thì mình hiểu rằng bây giờ trong quá trình huấn luyện nó làm gì là nó sẽ đưa cái thằng x1 vô. Cái x1 là cái hình đầu tiên mà nãy mình nói đó. Đúng ra là nếu mà trong code thì nó đánh dấu từ index bằng 0, nhưng mà cứ coi là x1 đi, mình hiểu vậy là cái hình đầu tiên hoặc là cái training sample đầu tiên, cái mẫu dữ liệu huấn luyện đầu tiên đi. Thì đưa này vô trong cái hàm f này thì với cái bộ giá trị theta hiện tại đó, người ta sẽ kiểu như khởi tạo nó với một cái giá trị nào đó mang tính ngẫu nhiên. Và với những cái giá trị theta ngẫu nhiên này á thì nó tính ra một cái giá trị dự đoán cho cái training sample thứ nhất này. Và giá trị dự đoán này đầu tiên á là nó sai tè lẻ đó, tại vì theta ban đầu nó chưa có được điều chỉnh, nó chỉ mang giá trị ngẫu nhiên, cho nên là thông qua cái hàm f này để nó nhận vô cái hình để ra nó dự đoán á, để ra cái dự đoán của nó đó, của mô hình đó, thì cái dự đoán này giống như là đoán đại vậy, cho nên là nó rất là sai so với lại cái giá trị thực nó là cái y 1 đúng không? Thì dựa vào cái giá trị thực với lại cái dự đoán này nè thì kiểu như mình mới có một cái cách để mình tính ra cái độ sai sót của hàng này nó sai cỡ nào. Thì mình có hiểu là từ đó nó tính ra cái loss, cái hiệu bằng L thể hiện là cái mô hình nó đang đoán sai cỡ nào đối với cái hình thứ nhất, thì mới thông qua một cái phương thức, cái phương thức đó nó gọi là gradient descent, thông qua cái gọi là, bây giờ nói chung mình hiểu nôm na là nó sẽ thông qua cái việc nó tính ra đạo hàm của hàm loss đối với W đó, đối với theta đó, để rồi nó dùng cái này nó sửa lại theta theo cái kiểu là theta sẽ bằng theta mới, xin lỗi bạn, theta cũ, theta mới sẽ bằng theta cũ,
trừ đi như một cái learning rate alpha nhân với độ hàm của log đối với theta, thì mình cứ tạm hiểu rằng cái đây là cái bước mà theta nó sẽ được thay đổi. Ban đầu theta nó mang một giá trị nào đó, nhưng sau cái lần đầu tiên nó dự đoán ra rồi nó thấy rằng nó sai cỡ nào đó, rồi nó tính ra loss, nó tính ra gradient đó, thì nó sẽ dùng cái này nè, dùng cái gradient để mà nó sửa lại cái giá trị của theta, đúng không, theo cái hướng khiến cho lần sau á, nó giả sử nó cứ gặp bằng x1 á, thì cái loss này nó sẽ nhỏ lại, tức là nó bớt sai lại, có cái hiểu năm nay vậy đó. Vậy thì tiếp tục á, với cái bộ theta này á, bây giờ nó nhận thằng x2 vô, tức là bỏ cái training sample thứ hai vô, cái này nó cũng dự đoán ra là cái hình thứ hai có cái kết quả thế nào, nhưng mà ban đầu thì nó cũng chưa có đúng đâu. Nói chung là cơ bản tiếp tục nó so với cái giá trị đúng là cái label này, cái này là dự đoán nha, cái dấu mũ là được dự đoán. Thì để rồi mình cũng sẽ tính ra cái loss và cũng tiếp tục là thông qua cái gradient descent để mình tính độ hàm của loss đối với cái theta, để rồi mình dùng cái đó mình gọi là mình sửa lại cái theta đó, sửa lại theta theo cái công thức này. Thì một lần nữa ở cái lần thứ nhất rồi qua cái lần thứ hai thì theta nó lại thay đổi một lần nữa, và nó sẽ thay đổi theo cái hướng là nó ngày càng khôn ra, nó ngày càng học được một cái gì đó, nó học được một cái gì đó chút xíu thôi. Nhưng mà cái quá trình này cứ lặp đi lặp lại, nó đi qua hết một ngày một rồi bảy này hai rồi qua 70.000 cái hình, các bạn dung vậy, rồi xong nó lại quay lại lần nữa, rồi nó lại quay lại lần nữa, nó cứ thực hiện liên tục cái chuyện là đưa ra dự đoán rồi xem là mình sai sót cỡ nào, rồi dùng vào cái gradient để mình sửa lại cái kiến thức của nó, sửa lại cái parameter của nó. Thì mình hình dung là ban đầu á, khi mà tại bước thứ nhất á, nếu mà mình có thể gọi là tính ra một cái chỉ số cho thấy rằng cái sai sót model trên toàn bộ bộ dữ liệu á, thì mình sẽ thấy có thể rất là cao, ví dụ như cái trục cái biểu đồ nó vậy đi, ban đầu loss nằm trên đây, nhưng mà sau đó trong quá trình huấn luyện đó, cứ mỗi lần nó sửa cái bộ theta này chút xíu thì cái kiểu như cái loss của mình sẽ, cái sai sót của nó mình sẽ thấy nó giảm dần. Và quá trình huấn luyện là mình sẽ thấy loss nó giảm dần, đến một lúc nào nó không giảm nữa đó, hoặc là mình thấy nó giảm rất là chậm nữa rồi đó, thì mình dừng, mình stop ở đây, mình không có huấn luyện nữa, mình dừng quá trình huấn luyện lại, và mình sẽ lấy cái theta này với cái bộ theta mà đã nãy giờ đã thay đổi liên tục vậy rồi đó, mình lấy cái bộ theta này ra, thì đương nhiên là mình sẽ có một cái mô hình. Bây giờ mình đưa cho nó một cái hình mới, một cái hình nào đó, một chữ viết tay nào đó mà nó không có trong cái bộ dữ liệu huấn luyện, ví dụ lấy trong test set ra thì kêu dự đoán. Thì khi đó nếu mà mọi chuyện tốt đẹp thì mình sẽ thấy nó dự đoán được là đúng so với là cái gọi là cái target. Tất nhiên là tại đây á, mình sẽ bắt đầu mình lôi cái bộ test set ra để mà mình evaluate nó, mình đánh giá nó, mình kiểm tra nó xem là cái sau cái quá trình huấn luyện nãy giờ đó thì nó đã gọi là đủ để mà mình hoàn thành được nhiệm vụ hay chưa, hay là cần phải điều chỉnh gì thêm hay là sao đó, mình mới lấy bộ test set ra mình đánh giá nó. Rồi bây giờ nói sơ lại vậy để cho mình có một cái hình dung, ví dụ bạn nào mà chưa biết về cái lý thuyết mà đứng đằng sau việc mà training một cái mô hình học máy nó dựa trên cái gì, hoặc là cái mô hình học máy nó học như thế nào đó, thì có thể hình dung được sơ sơ là như vậy. Còn vì đây là nội dung của cái cuốn sách Hands On Machine Learning thì mình chỉ cần việc là mình xài những cái thư viện scikit-learn rồi đó, thì cái máy dòng là xong rồi, phải không? Máy dòng gọi lệnh fit, bỏ bộ dữ liệu huấn luyện vô là nó chạy xong cái lệnh fit này, có nghĩa là nó đã huấn luyện xong ra được cái bộ theta. Thì bên trong cái lệnh fit này thật ra nó cũng chính là những gì mà nãy giờ mình nói đó, nó cũng đưa dữ liệu vô, nó tính ra dự đoán, đúng không, dựa với giá trị hiện tại của model parameter ở cái theta này nè, rồi nó đưa ra dự đoán thì nó mới so với lại cái label, cái target, để rồi nó xem thử là nó đang đúng cỡ nào hoặc đang sai cỡ nào thông qua cái loss, thông qua cái gọi là mất mát, thì từ đó mới tính ra cái đạo hàm của loss đối với cái parameter. Cái chỗ này có kiến thức mà tại sao phải tính đạo hàm á, thì mình có thể mình có thể tìm hiểu thêm về gradient descent. Mình cứ tạm hiểu đó là cái gradient đó, tức là cái đạo hàm của loss function đối với parameter đó, nó sẽ là một cái dẫn dắt để giúp cho mình biết là phải thay đổi cái parameter của model theo cái hướng nào, phải tăng nó lên, phải giảm nó xuống như thế nào, để khiến cho lần sau nếu mà cùng cái bộ dữ liệu đó đưa vô đó thì cái loss nó sẽ giảm đi. Thì đây là dựa trên một cái kiến thức toán học liên quan đến gọi là đạo hàm của hàm số, độ dốc rồi đó. Nhưng mà nếu như mình có thể không cần hiểu thì mình chỉ biết rằng là cái gradient nó giúp mình, nó chỉ hướng cho mình, nó gọi là nó hướng dẫn cho mình phải thay đổi cái model parameter theo cái cách nào đó để khiến cho loss nó giảm đi đó. Thì hiểu vậy được rồi. Rồi nó huấn luyện xong thì nó in ra mình cái này. Bắt đầu mình mới lấy cái mô hình này, mình đưa ra những dự đoán. Ví dụ như ở đây mình mới lấy cái hình đầu tiên mình cho cái mô hình đã dự đoán này nè. Xin lỗi bạn, đã huấn luyện này nè. Nó dự đoán ra làm sao? Cái sum digit này á, là ở trên cái function này nè, là mình đã lấy cái hình thứ nhất ra đó. Thì bây giờ mình bỏ cái hình thứ nhất này vô lại cái hàm predict của nó nè, để xem có phải nó dự đoán ra là đây là hình số 5 là đúng hay không. Có nghĩa là mình
mình nên nhớ là mình đang huấn luyện một cái mô hình giúp dự đoán xem cái hình này có phải là số 5 hay không, đúng không? Đó, thì bây giờ nó huấn luyện xong rồi nè, thì bây giờ mình đưa cái hình đầu tiên vô mà cái hình này đúng thật là số 5, vậy thì nó phải dự đoán ra được là true, thì đúng thật là nó dự đoán là true này, có nghĩa là đoán đúng này. Cái hình thứ hai trong bộ dữ liệu luyện á có cái label là không, có nghĩa là bây giờ mình bỏ cái hình số 2 vô cho nó predict thì nó phải ra false, nó phải ra là không, đúng không? Nè, giờ mình cũng làm tương tự nè, SGD nè, predict cái hình thứ hai trong bộ dữ liệu huấn luyện nè, thì nó ra false, đúng không? Là ok, là đoán đúng. Còn một cái nữa có thể là ở video trước cũng đã có nói, ở trong sách người cũng có nói, đó là tại sao phải bỏ nó trong cái array. Lý do là bởi vì cái hàm predict á, nó expect là mình đưa cho nó một cái array, nghĩa là nó có thể dự đoán ra một loạt luôn chứ không phải là một cái một, cho nên là nó expect mình đưa cho nó một list luôn đó, để nó dự đoán một loạt nhiều cái luôn. Thành thử bây giờ nếu mà mình thích thì mình có thể đưa cho nó như thế này, các bạn hình dung nè, x nè, cho nó dự đoán 5 cái hoặc là 10 cái thằng đầu tiên nè, thấy không? Không, nếu mà mình lấy 10 thằng đầu tiên thì mình đừng có bỏ trong cái array đó, là bản thân cái này nó đã là array rồi đó. Mình thấy nè, nó predict nè, thấy không? Nó predict ra, nó dự đoán ra kết quả của 10 cái hình đầu tiên trong bộ dữ liệu huấn luyện. Rồi, vậy thì mình lướt tới đây đó thì mới qua cái vấn đề là performance measure. Các bạn thông cảm như nãy giờ là mình đi lại về cơ bản là nội dung của cái video trước, nhưng mình ôn lại cho nó nhớ không sao cả. Thế rồi mình mới tiếp tục với cái phần confusion matrix. Hiện giờ mình vẫn đang ở cái bước đầu của performance measure. Nảy sinh bởi vì mình huấn luyện mô hình xong rồi, đúng không? Bây giờ làm sao mình biết nó đủ tốt? Mình có thể lấy một vài cái hình ra mình bảo nó dự đoán rồi mình xem thử nó đúng hay nó sai, nhưng mà làm vậy nó rất là thủ công, nó đâu có cái tính hệ thống đâu. Mình phải có một cách nào đó mình đánh giá một phát một để mình xem thử là cái khả năng của nó bao nhiêu chứ. Vậy thì cái cách đánh giá đầu tiên á là mình dùng cái này, cái cross validation score. Cái này phần bữa trước mình cũng đã nói rồi, thì cái này nó chính là k-fold cross validation, đúng không? K-fold cross validation. Cái này nó làm gì? Cái function này nó sẽ giúp mình á là mình đưa vô nó cái model, đúng không? Đưa vô nó cái bộ training set rồi khai báo cho nó cái này là k nè, k nè, đây là cái k nè, và cái tiêu chí để mình đánh giá nè. Thì khi mình chạy cái này thì cơ bản cái bộ training set mình đưa vô nè, bộ training set, đúng không? X nè, y nè, thì nó sẽ chia ra thành ba bộ nhỏ đó, rồi là ba cái fold đó, 1, 2, 3, để rồi nó lần lượt nó chạy 3 lần. Mỗi lần đó là nó lấy 2 bộ để nó training một cái model. Ví dụ lần thứ nhất nó training với cái bộ này và bộ này để nó ra cái model gọi là model 1, và nó dùng cái model 1 này nó kiểm tra trên cái bộ thứ 3, đúng không? Test lại trên bộ thứ 3 xem thử là dự đoán đúng sai gì đó bao nhiêu, được cái chính xác là bao nhiêu, thì nó ghi nhận cái chỉ số đó, gọi là accuracy thứ nhất, đúng không? Rồi cái lần thứ 2 đó thì nó có thể test trên 2 bộ khác, ví dụ bộ 1 và bộ 3, xin lỗi, nó huấn luyện trên 2 bộ khác là bộ 1 và bộ 3, đúng không? Để mà nó ra cái model thứ 2 và nó test lại trên cái bộ này, trên bộ thứ 2 này, kiểm tra là bộ thứ 2 này thì nó ra được cái độ chính xác là bao nhiêu đây. Rồi lần thứ 3 tương tự như vậy, thì lần này nó sẽ training trên cái bộ thứ 2, trên cái bộ thứ 2 và thứ 3 để mà nó ra được cái model thứ 3 và nó kiểm tra lại trên cái bộ dữ liệu thứ nhất để mình có cái độ chính xác đó. Thì nói chung nó ngắn gọn là nó sẽ chia cái bộ training set ra làm 3 phần đó, do mình khai báo số 3 ở đây. Thế rồi mỗi lần đó nó cứ lấy 2 phần để nó huấn luyện ra một cái model mà nó kiểm tra lại trên cái phần thứ 3, và nó làm 3 lần như vậy, thì cái đó gọi là k-fold cross validation. Thì mình chạy function này thì nó sẽ làm như vậy, nó phải test 3 cái model cho nó hơi lâu, mất khoảng 10 mấy giây. Đây các bạn thấy là ra 3 cái chỉ số, đúng không? Đó, 3 chỉ số accuracy. Bây giờ nếu như mà mình tăng cái CV là lên là 5 thì nó sẽ test 5 lần như vậy. Có nghĩa là nó chia cái training set ra làm 5 phần. Rồi mỗi lần nó huấn luyện một cái mô hình trên 4 bộ, trên 4 phần, và nó kiểm tra trên cái phần thứ 5. Thì mình chạy thử cái này. Đây, nó ra 5 cái chỉ số accuracy của 5 lần test đây. Rồi thì ở trong bài trước mình cũng đã biết rằng nếu mình muốn can thiệp, mình muốn chủ động hơn đó, mình có thể không muốn xài cái function cross value score của thằng scikit-learn, thì mình có thể tự làm bằng cái lần code, ví dụ như vậy. Thì cái này là mình sử dụng một cái của thằng scikit-learn, đó là cái stratify k-fold. Thì nếu các bạn nhớ là nó sẽ giúp mình làm cái chuyện là nó giúp chia cái bộ dữ liệu của mình ra thành mấy phần, nhưng mà mình muốn ở đây là 3 phần, thì nó chia theo kiểu là nó vẫn đảm bảo là cái tỷ lệ của các cái class ở trong mỗi phần đó là nó như nhau,
được giữ nguyên so với cái bộ gốc chứ nó không có bị là thay đổi. Ví dụ như cái bộ gốc của mình là cái bộ là X-Trend, Y-Trend ha, thì giả sử trong đó nó có 300 sample đi hoặc 3000 sample đi, và tỷ lệ là 1/3 trong đó là positive class, tức là label bằng 1, còn 2/3 trong đó là negative class, label bằng 0, đúng không? Vậy cái stratify á, nó sẽ giúp mình chia ra làm 3 bộ thì nó vẫn giữ cái tỷ lệ như vậy. Nên bộ thứ nhất này đó, nó vẫn giữ cái tỷ lệ là 1/3 trong đó là có cái nhãn là positive và 2/3 là negative. Cái bộ thứ hai cũng có cái tỷ lệ là như vậy, và cái bộ thứ ba vẫn có cái tỷ lệ như vậy. Thì đó là cái tác dụng của stratify k-fold. Và tương tự cái mà nó trả ra cho mình á, khi mà mình gọi lên split như vậy thì nó split xong rồi nó lại trả cho mình, là nó trả cho mình cái gì? Nó trả mình cái trend index và test index là sao? Thì nó sẽ trả cho mình ba cái group. Cái lần thứ nhất á, là nó trả cho mình cái bộ này, gọi là bộ này bộ thứ nhất nè, bộ thứ hai nè, đúng không, bộ thứ ba nè. Vậy là lần thứ nhất nó trả cho mình cái bộ thứ nhất và thứ hai trong cái trend index, tức là nó trả cho mình những cái sample ở trong cái phần thứ nhất và thứ hai này dưới dạng là cái trend index. Và cái test index á, thì nó trả cho mình những cái data sample, cái ID của cái phần thứ ba đó, để rồi mình sẽ train model trên đây và mình kiểm tra trên đây. Rồi cái lần thứ hai á, tức là này nó trả cho mình ba cái giống như một cái list có ba cái vậy. Cái thứ nhất là bộ 1, bộ 2 trong cái trend index và cái bộ 3 trong test index. Nhưng cái thứ hai á, là cái bộ 1, 3 ở trong cái trend index và cái bộ thứ hai ở trong cái test index. Cái lần thứ ba thì bộ 2, 3 trong cái trend index và cái 1 ở trong cái test index. Thế rồi cái lần thứ nhất thì mình trend bộ 1, bộ 2, test bộ 3. Lần thứ hai thì trend bộ 1, 3, test bộ 2, và lần thứ ba trend từ 2 và 3, test bộ 1. Đó. Mỗi lần như vậy thì mình sẽ clone một cái model ra, mình copy ra một cái, rồi dựa trên mấy cái index của mấy cái bộ mà nó chia ra để mình lấy ra cái dữ liệu. Cái mà nó thực hiện nó chia thì nó chỉ chia, nói chung nó chia, nhưng mà nó chia cái index của cái dữ liệu thôi, chứ nó không phải nó chia ra thành, nói chung không phải nó copy cái bộ dữ liệu ra thành ba rồi nó mới chia, không phải, mà nó dùng cái index để nó chia thôi. Để rồi mình lấy index đó, mình lấy dữ liệu đó, ví dụ như dữ liệu từ cấp 1 2 đến cái thằng thứ 300 đi, đây là cái index đi. Thì cái lần thứ nhất có thể là ở trong cái phần 1 này nó có thằng số 1, thằng số 5, có thằng số 15, trong bộ 2 nó có thằng số 6, có thằng số 8, có thằng số 9 gì đó. Rồi trong bộ 3 nó là thằng số 16, 17 gì đó, vâng. Thì nói chung là trong mấy cái này là những cái gọi là cái index của các cái data sample. Thế rồi mình sẽ dùng mấy cái index đó để mình lấy cái dữ liệu thật. Rồi sau khi mà mình fit thì mình predict ở trên cái bộ test, đúng không? Trên cái bộ kiểm tra. Để rồi mình tính cái chỉ số accuracy. Chỉ số accuracy thì cơ bản là xem là nó dự đoán đúng được bao nhiêu phần trăm, đúng không? Cái này chính là nó dự đoán đúng được bao nhiêu so với là cái thật sự nè, prediction so với cái test nè. Rồi chia cho cái này để xem được cái phần trăm nè. Ví dụ như có 10 cái ở trong cái test đi. Trong cái bộ test có 10 cái, dự đoán đúng 7 cái, vậy thì tỷ lệ chính xác là 70%. 7/10 ha. Thì cơ bản cái này nó cũng y như cái phần cross validation score thôi, nên mình thấy nó ra cái kết quả cũng y hệt như trên, thấy không? Rồi vậy thì tiếp theo á, là mình cũng đã biết từ cái bài trước là cái dummy classifier này. Đó, thì cái dummy classifier đó, ở đây nó cho biết nè. Cái này nó sẽ đưa ra những dự đoán của nó mà nó không có phụ thuộc vào cái feature, nó bỏ qua cái feature. Còn nó dự đoán dựa trên cái gì đó, hoặc là nó theo cái lập luận nào đó thì nó do cái strategy argument này. Thì về cơ bản cái này nó phục vụ như một cái baseline, một cái giống như một cái thứ để mà mình so nó với một cái model phức tạp hơn, đúng không? Nhưng một điểm mình kiểm tra trong quá trình mình huấn luyện những model khác nhau thì có thể mình muốn dùng cái này để mình check xem là mấy cái model phức tạp của mình liệu nó có hơn được cái dummy classifier này không. Tại mình phát triển những model phức tạp cho cố mà cái dummy này mình còn không thắng được nó thì mình sẽ thấy là không có hiệu quả. Rồi vậy thì cái strategy nè, strategy với nếu mình khai báo most frequent á, thì nó sẽ luôn luôn đưa cái sample nào vô nó cũng dự đoán, nó cũng gán cho cái label là cái label mà nhiều nhất ở trong cái bộ dữ liệu mà nó quan sát thấy, tức là đưa cái nào vô nó cũng dự đoán là ví dụ như cái bộ dữ liệu nó có nhiều cái positive sample đó, thì đưa một cái dữ liệu mới vô nó lúc nào cũng dự đoán là positive hết, bất kể là cái feature nó là cái gì, x coi như là nó không có xài x luôn, nó không có tính toán gì hết đó. Còn nếu mà prior thì nó sẽ cũng luôn luôn là đưa ra cái class mà xuất hiện nhiều nhất luôn, cũng giống như thằng trên, nhưng mà nó chỉ khác ở cái function predict probability thì hai thằng đó nó khác nhau đó. Cho nên ở đây nếu mà mình cho nó dự đoán cái bộ x trend rồi mình lấy một cái ra đó,
thì nó ra for hết. Hoặc là bây giờ mình cho nó predict 5 cái hoặc là 10 cái đầu tiên đi. Mình thấy nó ra for hết không? Có nghĩa là nó lúc nào, tại vì không khai báo gì hết, có nghĩa là mình dùng cái default là prior. Đây, default là prior. Cho nên nó lấy cái class, cái label nào mà gọi là nhiều nhất ở trong dữ liệu. Thì đây cái nhiều nhất là cái for, cho nên lúc nào nó cũng đưa ra for hết. Vậy thì mình dùng cái này để mình gọi cái function này để cho thấy rằng với một cái dummy classifier như vậy thì khi mà thực hiện k-fold cross validation thì nó cũng đạt những chỉ số rất là tốt, không 90% accuracy, để mới thấy rằng cái bộ dữ liệu mà nó bị tính chất là skew, bị lệch, bởi vì nó có, mà tại sao nó là 90%? Thì đơn giản bởi vì mình bắt đầu với một cái bộ dữ liệu có gì, có 10 cái label từ 0, này mình đang nói cái label nha, từ 0, 1, 2 đến 9 trong cái bộ dữ liệu là MNIST nè. Và cái tỷ lệ của mỗi một bộ là giống nhau hết, tức là trong 10.000 cái thì mỗi một loại đó nó có 1.000 cái, ví dụ như 10.000 đi ha, cái bộ nó là mấy chục ngàn đó, nhưng mà ví dụ 10.000 thì tỷ lệ, hay nói khác là cái tỷ lệ của các class này là bằng nhau, đều bằng 1/10, đúng không? Hàng chính này cũng có 1/10. Bây giờ mình chuyển nó thành ra cái bộ binary để mình train một cái model, ở trong đây có số 5 đi, để train một cái model mà kiểu như có phải là số 5 hay không. Như vậy thì cái paucity class đó, nó sẽ 1/1, còn lại á sẽ là 9/1, đúng không? 9/1 là không, không phải số 5, còn 1/1 là số 5 thôi. Nên paucity class là số ít ở trong đây, nên một cái model mà nó lúc nào nó cũng dự đoán ra không thì nó dĩ nhiên nó sẽ đúng 90% ở mọi trường hợp, đúng không? Và mình cho thấy rằng là nếu mà mình có một cái bộ dữ liệu mà nó bị lệch như vậy đó, nó chỉ có một cái tỷ lệ nhỏ những cái paucity class, thì một cái thằng dummy nó cũng có thể dự đoán được cái độ chính xác rất cao. Mình phải có cách mà có cách mà đánh giá khác thì mình mới đi qua cái phần mà mình bữa trước mình dừng là cái confusion matrix. Rồi thì cái confusion matrix thì cái chữ confuse đó có nghĩa là gì, bối rối đó, còn confusion là lú lẫn, lầm lẫn. Đây nói chung là một cái bảng, một cái matrix, một cái bảng, một cái ma trận thể hiện hoặc là ghi nhận những cái sự lú lẫn của model. Lú lẫn là sao? Lú lẫn là khi mà nó cái này thì lại dự đoán ra cái kia. Thì ví dụ như mình đang xét một cái bài toán có hai class, đúng không? Một cái bài toán gọi là binary classification, có class A rồi class B. Đó, bộ dữ liệu nó có hai cái loại này, thì mình xây dựng cái confusion matrix là một cái bảng vậy, cái bảng có 4 ô đó, bên đây mình để là AB, rồi đây cũng AB, và ở đây mang ý nghĩa là thật sự nó có phải là A hay là tức là cái class thật sự của nó đó, hoặc là true label đó. Còn bên đây là giá trị dự đoán là predict, thì kiểu như là bây giờ mình lấy cái bộ dữ liệu ra, mình cho model nó dự đoán, đúng không? Vậy thì mình mới ghi nhận vô đây là có bao nhiêu lần là cái hình á hoặc là cái dữ liệu đó là nó thuộc cái loại A nhưng mà ông lại dự đoán ra là B thì bao nhiêu, thì mình ghi vô đây. Rồi bao nhiêu lần cái dữ liệu đó, cái loại của nó là B, thật sự nó là B mà lại bị dự đoán ra là A thì ghi vô đây, tức là đếm á. Ví dụ như mình test trên một cái bộ có 100 cái thì thấy rằng là có 25 trường hợp là những cái mẫu dữ liệu mà đúng của ông ta là A mà lại dự đoán ra là B, thì mình ghi vô đây là 25, đúng không? 25. Rồi có 15 cái, đúng không? 15 cái là đúng của ông ta là B mà ông lại dự đoán ra là A, ghi vô đây 15. Rồi còn lại có 40 cái thì nó dự đoán đúng A, là thì dự đoán đúng là A, còn lại thì bao nhiêu đó, 20 cái là B thì dự đoán đúng là B. Thì cái này chính là confusion matrix. Vậy thôi. Vậy trong trường hợp của mình á, mình đang xét một cái bài toán gọi là positive và negative, nghĩa là dự đoán cái hình nó có phải là hình số 5 hay không. Nếu mà đúng là hình số 5. Rồi bây giờ giả sử mình không muốn, mình đang nói về cái bài toán của mình đi, là muốn dự đoán xem cái hình đó có phải là hình số 5 hay không, gọi là ghi vậy đi, là tức là nó có hai loại đúng không, là số 5. Rồi một loại thứ hai, hay là cái thứ nhất là coi như A đó là số 5, thứ B không phải số 5 đó, thì hay AB vô đây. Tức là bây giờ mình nói về cái bài toán của mình, bài toán binary của mình, bài toán dự đoán số 5 của mình, thì đây là yes, nó là số 5 đúng không, không phải số 5 là số 5, không phải 5. Rồi đếm bao nhiêu, nói chung là bao nhiêu cái confusion matrix này thì bao nhiêu lần là cái hình nó là số 5, nó hình nó thật sự là số 5 mà bị dự đoán là ra không phải số 5, tức dự đoán ra gọi là for đó, hay là không, đúng không? Mình đếm, mình ghi vô đây. Rồi bao nhiêu lần cái hình đó không phải số 5 mà bị dự đoán ra là số 5, cũng bị dự đoán sai, đúng không? Ghi vô đây.
rồi bao nhiêu lần cái sự dự đoán đúng, nhưng mà đúng trường hợp là cái hình nó số 5 và đoán đúng được là nó số 5, tức là nó ra kết quả là true hay là mình ghi vô đây, rồi bao nhiêu lần cũng dự đoán đúng và cái hình không phải số 5 dự đoán đúng là không phải là số 5, ghi vô đây. Và mình có thể khái quát hơn trong cái bài toán positive, xin lỗi, trong bài toán binary classification thì thường người ta có thể không có ghi cụ thể thế này mà sẽ dùng cái gọi là positive class. Trong trường hợp này là số 5 mình gọi nó là positive class, đúng không? Positive class, và không phải số 5 thì là negative, positive, negative. Tức là giả sử mình cũng test trên 100 rồi mình cũng ra những con số, ví dụ như là đoán đúng được 20 trường hợp là positive, dự đoán được positive, đoán đúng được 30 ở đây, 30 ở đây là những cái trường hợp là negative, đoán đúng được negative, đúng không? Rồi 15k đoán sai, bởi vì cái class là negative mà lại được dự đoán là positive, rồi còn lại là 35k đoán sai theo kiểu là cái hình của nó là positive, cái class là positive mà là dự đoán là negative. Thì khi đó mình sẽ có mấy cái chỉ số này nè, nó sẽ có cái tên, mình sẽ gọi nó là gì đây, mình sẽ gọi thằng này nè là cái class á, thật sự của nó là positive, đúng không, mà được dự đoán đúng là positive, cho nên cái này nó có cái tên là true positive, mà đọc như vậy nè, hoặc là diễn giải vậy nè, cái dự đoán của nó là positive, đúng không, dự đoán model gắn cho, hoặc là dự đoán model gắn cho những cái thằng này là positive, và thật sự nó là positive, thật sự nó là positive, kiểu như dự đoán positive và đó là dự đoán đúng, bởi vì thật sự nó chính là những thằng positive. Rồi ví dụ như thằng này thì nó có cái tên là negative, đúng không, cái đây là những cái thằng mà bị dự đoán ra là negative và thật sự nó không phải là negative, nó là positive, cho nên nó là false negative. Model dự đoán mấy này là negative nhưng mà bản thân nó thật sự nó là positive, cho nên nó là sai, nó là false negative. Rồi chỗ này á thì model dự đoán này là positive nhưng mà là sai, bởi vì bản thân nó cái gọi là cái giá trị đúng của nó là negative, cho nên cũng là false luôn, nên là false positive. Và thằng cuối cùng này sẽ là gì, model dự đoán negative, đúng không, nhưng mà dự đoán này chính là dự đoán đúng bởi vì thật sự nó là negative, cho nên là true negative. Để rồi mình có thể viết tắt nó là TP, đúng không, rồi FN rồi FP hay là TN. Thì thông thường mình sẽ thấy người ta ghi tắt là TP, FN, FP, TN là vậy. Cái này có thể gây khó hiểu với một số bạn đó. Có thể lúc đầu mình cũng chưa có quen nên mình thấy nó có nhiều cái gọi là hơi bối rối đó. Cho nên mình làm lại lần nữa đi, đúng không? Làm lại lần nữa này. Cái này nó có vẻ đơn giản nhưng mà cũng dễ gây bối rối lắm. Rồi bây giờ mình đếm, mình coi như là mình đếm được những cái giá trị như nãy, đúng không? Này 30 nè. Đó là có 30k ở trong cái khi mà mình test trong một cái bộ dữ liệu đó, mình lấy một cái bộ dữ liệu ra, dù như trong đó nó có 100 cái training sample thì model nó dự đoán ra như thế nào, thì cái kết quả là predict đó, thì thằng này có thể là dự đoán là 1, thằng này dự đoán là 0, thằng này dự đoán là 1, thằng này dự đoán là 0, vân vân. Rồi cái giá gì thật sự á thì như thế nào, thì thằng này có thể là đúng là 1, thằng này lại là 1 luôn, thằng này là 0, vân vân. Thì xem nữa trong đây á có bao nhiêu lần cái giá trị thật của người ta, cái class thật của người ta là positive, hoặc là cái hình này là số 5 đó, trong bài toán của mình là số 5 là positive và nó dự đoán đúng được. Này ví dụ như này là positive, thật sự là positive mà nó dự đoán đúng là positive, thì đến một cái thì đến có bao nhiêu cái như vậy, thì mình thấy được có 30 cái như vậy. Vậy thì 30 cái này là 30 cái mà model nó dự đoán là positive, đúng không, và nó dự đoán đúng bởi vì thật sự nó chính là positive, cho nên nó chính là mình gọi nó là true positive, hay mình viết tắt là TP. Rồi cái thứ hai, bây giờ mình tiếp tục mình đếm như vậy, bao nhiêu cái model nó dự đoán là mình thấy là có 15 cái model nó dự đoán negative. Ví dụ như đây là một cái nó dự đoán negative, cái số 0 này, đúng không, nhưng mà thật sự nó lại là positive, có nghĩa model đoán sai. Ví dụ như hàng ngày số 0 nhưng mà thật sự nó là số 1, đúng không, vậy thì đếm có bao nhiêu cái như vậy, thì có 15 cái như vậy, thì mình gọi nó chính là gì, nó là những cái negative nhưng mà negative sai bởi vì thật sự của nó là positive, mình gọi nó gọi là false negative là vậy, viết tắt là FN. Rồi tiếp tục mình xem thử là có bao nhiêu cái, ví dụ như ở đây có bao nhiêu cái model nó dự đoán là positive, đúng không, ví dụ như này là số 1 ở đây là dự đoán là positive này, nhưng mà cái label thật sự của nó lại là negative. Đây thì mình thấy nó có 25 cái như vậy chẳng hạn. Đây là 25 cái model dự đoán ra positive nhưng thật sự của nó là negative, gây vô cái ô đó, cái ô tương ứng của cái cột này và cái hàng, và cái tên gọi của thằng này nó là gì, nó là positive nhưng mà dự đoán sai, cho nên là false, dự đoán sai bởi vì thật sự của nó là negative, viết tắt là FP, FNP. Cuối cùng
còn lại bao nhiêu? Còn lại là 30 cái. 30 cái này là 30 cái mà model nó dự đoán là negative và thật sự nó cũng là negative. Tức là cái sự dự đoán là đúng, những cái sample này có cái label thật sự là negative và model dự đoán đúng là negative. Nên cái tên của nó sẽ là negative và nó là true, bởi vì dự đoán đúng. True negative viết tắt của là TTN, đúng không? Thì từ đó mình hiểu được mấy cái chỉ số này. Tí nữa mình sẽ dùng mấy chỉ số này để tính ra cái precision và recall. Vậy thì mở rộng nó ra trong cái bài toán mà multiple classification. Ở đây vẫn là đang trong cái bài toán binary, đúng không? Chỉ có hai class thôi, positive và negative thôi. Bây giờ qua bài toán multiple class binary này là multiple. Ví dụ như trong cái bộ NList của mình, nó có tới 10 cái class, 10 cái loại lần. Loại thứ nhất này, tới cái hình số 0, đúng không? Loại thứ hai là cái hình số 1, loại thứ ba là hình số 2. Đó, cái index cũng đồng thời là cái class luôn. Rồi cái loại thứ 9 sẽ thiết kế chuẩn bị một cái bảng như vậy. Ở đây cũng là 0, 1, 2, 9. Đúng chưa? Để mình có được một cái bảng 10 hàng, 10 cột. Rồi, 10 hàng 10 cột và cũng là tương ứng bên đây là thật sự, bên đây là giá trị predict. Vậy thì hoàn toàn tương tự mình sẽ đếm. Ví dụ như mình sẽ kiểm tra trong cái bộ, mình có một cái bộ test. Nó có 100 cái hình, đúng không? 100 cái hình, 100 cái hình. Thì hình đầu tiên là hình số 0 nè. Ví dụ vậy, này 100 cái, đúng không? Thì hình đầu tiên là số 0. Tất nhiên, cái gọi là cái true class của nó sẽ là class 0. Cái hình thứ hai là số 2 đi, hình số 2 là số 5 đi. Thì true class của nó là số 5. Cái hình thứ 3 trong bộ dữ liệu mà để em kiểm tra này, cái bộ test set này, là hình số 6 chẳng hạn, thì true class của nó là 6. Rồi cái hình cuối cùng là hình số 3 chẳng hạn, true class của nó là số 3. Bởi vì mình biết trong cái bộ này thì người ta sẽ gán cái label nó bằng đúng cái số luôn. Hình số 0 thì cái class của nó là số 0, cái label của nó là 0. Cái hình số 5 thì cái label của nó là 5. Rồi, vậy thì khi mà model nó predict ra đó, thì ví dụ như cái này nó predict ra là số 3. Rồi cái này, cái số 5 này dễ dự, nó ghi, tức là số 5 này nó là dự đoán ra là số 8 chẳng hạn. Số 6 này dự đoán đúng là số 6. Rồi số 3 này dự đoán được là số 2 chẳng hạn. Đó, thì khi đó mình cũng sẽ dùng mấy cái này để mình đếm những cái chỉ số để mình điền vô trong cái confusion matrix. Vậy thì cái ô đầu tiên nè, mấy nghĩa là bao nhiêu lần, đếm xem là bao nhiêu lần cái hình số 0 được dự đoán đúng là số 0, đúng không? Ví dụ như trong đây nó có cái hình số 0 và cái label nó 0 và được dự đoán đúng là số 0. Thì có bao nhiêu lần như vậy, đếm hết trong đây có bao nhiêu lần như vậy. Giả sử mình ra được là có 5 lần đó, thì mình cũng hiểu đây chính là true. Bây giờ ở đây nó không phải là true positive hay negative nữa, nhưng mà chỉ đơn giản nó là true không thôi. Tại vì cái sự dự đoán ra cái class là không và bản thân nó chính là gì, bản thân nó chính là đoán đúng, bởi vì cái label của nó là thật sự là không, nhưng nó là gọi là true không đi, đúng không? Rồi cái ô thứ hai đó, có bao nhiêu lần cái hình số 0 mà lại dự đoán ra là số 1. Cái hình số 0 này, cái hình số 0 mà bị dự đoán là số 1. Giả sử nó có 1 hình đi, đúng không? Thì cái này á, nó dự đoán ra số 1 mà nó sai, for 1. Giống như for negative là cái khi mình dự đoán ra negative nhưng mà nó sai. Rồi for negative này là mình cũng có thể ghi for 1, nghĩa là cái model dự đoán ra số 1 nhưng mà dự đoán sai, đúng không? Rồi tương tự như vậy mình cũng làm hết mấy cái ô trong đây thì mình sẽ có được cái confusion matrix của cái bài toán là multiple class. Vậy thì mình quay lại trên thì mình thấy rõ ràng là nếu như mà một cái gọi là một cái model mà nó làm việc chuẩn chỉnh, nghĩa là nó không sai lầm gì cả, thì có phải là mình sẽ dễ thấy rằng có phải là mấy cái chỗ này nè, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ for nè, đúng không? Chỗ này là cái hình của người ta là positive mà ông lại dự đoán negative, nó sai theo cái kiểu thứ nhất, kiểu như là có mà lại nói không. Rồi cái kiểu thứ hai á là chỗ này, cái chữ for thứ hai nè, là cái hình của người ta là không mà lại dự đoán ra là có. Như vậy nếu như model mà nó không có sai lầm đó, thì hai chỗ này phải bằng không, hai chỗ này phải bằng không. Thì dẫn đến là mình sẽ thấy là trong trường hợp như vậy, giả sử lúc đó ở đây nó là 50 đi, rồi đây 50 đi, thì cái ma trận mình sẽ có ma trận là cái ma trận chéo 50 50, không, ma trận chéo là ma trận mà chỉ có đường chéo là nó có giá trị, còn lại là không hết. Tí nữa mình sẽ xem một cái model nó dự đoán đúng hết, nó không có sai chỗ nào cả. Tức là hai chỉ số mà for này đó, for negative, for positive, nó đều bằng không cả. Tương tự như vậy, nếu như một cái model dự đoán rất chính xác cái bài toán NList đó, thì mình cũng sẽ chỉ có những cái giá trị trên cái đường chéo thôi. Tức là số 0 dự đoán đúng là số 0, số 1 dự đoán đúng là số 1, rồi số 2 thì dự đoán đúng là số 2, đúng không?
bao nhiêu đó, bao nhiêu giá trị bao nhiêu đó. Nghĩa là nó chỉ trong cái bảng này chỉ có cái đường chéo là nó có cái giá trị thôi, còn lại là bên đây không hết. Nó không có lần nào mà số 0 bị dự đoán là số 1, không có lần nào số 0 mà bị dự đoán là số 2, vân vân, không có lần nào số 0 mà bị dự đoán là số 9 cả. Rồi cũng không có lần nào số 1 mà là dự đoán ra số 0, hay là không có lần nào số 1 mà là dự đoán ra số 2. Đó. Mấy cái này không hết. Chỉ có mấy cái chỗ này là nó có số thôi, chỉ có cái đường chéo này thôi. Rồi, sửa lại chút xíu chỗ này nè. cái ý tưởng thì là như vậy đó, chẳng qua là mình sắp xếp cái này lại một chút xíu, tức là trong cái thằng scikit learn đó, nó sẽ xuất ra cái ma trận cho mình, nhưng mà nó theo thứ tự là gì? Negative rồi mới positive. Bởi vì negative nó tương ứng với cái class là 0, positive là 1, nên là 0 rồi mới 1, rồi giả sử có nhiều class hơn thì là 2, 3, đúng không? 2, 3, v.v. Đó. Thế rồi mình, cái ô đầu tiên của mình sắp xếp mấy cái này lại. Cái ô đầu tiên của mình là negative, và negative tức là true negative. Rồi cái ô thứ hai của mình trên đường chéo là true positive này. Rồi của mình ở đây sẽ là negative nhưng mà false, negative nhưng mà false, bởi vì thật sự nó là positive, nên chỗ này sẽ là chỉ số false negative này. Rồi đây là false positive. Đó, để tí nữa mình vô trong cái file mình trên Jupyter Notebook, mình dùng cái scikit-learn nó xuất ra cái bảng cho mình thì mình hiểu là những cái con số trong cái kết quả đó nó có ý nghĩa gì, đúng không? Rồi thì như đã biết, nếu mà mình muốn xây dựng cái confusion matrix này thì mình phải có một cái bộ kiểm tra, đúng không? Cái bộ kiểm tra đây, rồi mình đưa cho model nó dự đoán để mình có được kết quả dự đoán của nó, rồi mình mới so với lại giá trị thực tế, để rồi mình mới đếm để mình cứ điền vô mấy cái ô này. Vậy thì đầu tiên mình phải có một cái bộ để kiểm tra và mình đưa cho model dự đoán. Thế thì trong sách mới cho biết á, đó là mình sẽ cần một bộ để kiểm tra nè, đúng không? Để mình đưa ra những cái prediction nè. Có điều như khúc đầu mình đã nói là mình sẽ không xài cái test set. Mình có thể dùng cái test set nhưng mà mình không có muốn đụng vô cái test set bây giờ, đúng không? Mình muốn giữ nó, chưa đụng tới nó, để khi nào cuối cùng thì mình mới đụng vô, mới gọi kiểm tra cho lần cuối. Thành thử ra đây là mình sẽ xài một cái function cross validation predict. Đây, cross validation predict từ cái model selection của scikit-learn, cũng đưa vô nó cái model, đưa vô nó cái bộ dữ liệu huấn luyện và CV 3. Thì cái này nó khá là tương tự với cái cross validation score trên, có điều nó sẽ khác nhau ở chỗ này. Nãy nói về cái cross validation score đó, ví dụ như mình với cái CV 3 thì nó chia cái bộ dữ liệu vô, xin lỗi, bộ dữ liệu huấn luyện là extrain, đúng không? Và y nó chia ra thành 3 phần gì, cắt ra thành 3 phần, có cái bộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba này. Rồi nó lần lượt nó test lần thứ nhất thì nó test trên, nó huấn luyện trên cái bộ 1 và bộ 2, đúng không? Và nó test trên cái bộ 3. Rồi huấn luyện bộ 1, bộ 2 ra một cái model nó bắt đầu nó đưa cái bộ 3 vô nó dự đoán, sau đó nó xem trong cái kết quả dự đoán trên bộ 3 này nó sai, nó đúng được bao nhiêu, thì nó ra được cái chỉ số accuracy, đúng không? Accuracy của cái lần thứ nhất. Rồi cái lần test thứ hai thì nó training trên cái bộ 1, bộ 3 chẳng hạn, đúng không? Bộ 1, bộ 3 và nó test trên bộ 2 để nó ra cái độ chính xác số 2. Rồi lần thứ 3 thì nó training trên bộ 1, bộ 2, bộ 3, rồi nó test trên bộ 1 thì nó ra cái độ chính xác thứ ba nó trả cho mình. Thì đó là function cross validation score, nghĩa là nó cross validation và nó tính ra cho mình cái score luôn, cái accuracy score hoặc là cái score gì khác, không nhất thiết phải là accuracy. Accuracy là mình để mình bảo nó tính accuracy thì nó ra cái accuracy, bởi như nó còn những cái metric khác nữa, những chỉ số khác nữa. Còn với cái gọi là cross validation predict đó, thì lần thứ nhất nó train cái model trên bộ 1, bộ 2 và nó test trên bộ 3 thì nó không tính cái accuracy làm gì, mà nó sẽ đưa cho mình cái kết quả dự đoán trên cái bộ 3. Thành thử ra là mình ở lần thứ nhất này mình sẽ có được là những cái ông nào, những cái ông training sample nào mà nó nằm ở trong cái bộ số 3 đó, nó sẽ được một cái list những cái giá trị dự đoán của mình đó. Mình cho ví dụ như là trong cái bộ thứ 3 này nè, nó có những cái thằng sample, ví dụ như cái bộ XP của mình đưa vô cho nó là 300 cái đi, 300 cái training sample, cái thằng số 1 này, thằng số 2, thằng số 300, đúng chưa? Thì nó chia ra làm 3 bộ, thì cái thằng số 1, cái thằng số 2 nó sẽ nằm, rồi cái thằng số 100 nó nằm ở trong bộ thứ nhất, rồi thằng 101, thằng 100 đến thằng 200 thì nằm trong bộ số 2, rồi cái thằng 201 đến thằng 300 nó nằm trong bộ số 3. Như vậy thì cái model nó training với bộ số 1, số 2, tức là nó training với 200 cái training sample từ thằng số 1 đến thằng số 200. Ra được cái model mới đầu test trên đây. Như vậy mình sẽ có được cái sự dự đoán của cái model này
với đối với hai với 100 cái training sample từ 201 đến 300. Ví dụ như kết quả mình sẽ có được cái thằng 201 được dự đoán ra là 1, được dự đoán ra là positive, 202 dự đoán ra là negative, rồi 300 được dự đoán ra là positive, ví dụ vậy. Đây là cái kết quả. Rồi cái lần thứ hai nó training trên cái bộ thứ nhất và thứ ba, ra cái model để test trên bộ thứ hai. Vậy thì nó sẽ ra được cái sự dự đoán của cái model trên đối với những 100 cái thằng từ thằng 101 đến thằng 200. Về thằng 101 nó sẽ được dự đoán ví dụ như ra 0, 102 nó được dự đoán ra 1, và thằng 200 nó dự đoán ra 1, ví dụ vậy. Rồi tương tự, lần thứ ba thì nó training cái model trên bộ 2, 3 và nó kiểm tra trên đây. Thì nó sẽ ra cho mình cái kết quả dự đoán của model với 100 cái thằng này. Rồi thằng thứ nhất ra nó được dự đoán ra là 1, 2 dự đoán ra 0, 100 nó dự đoán ra là 0 như này. Thì kết quả là mình có được cái prediction của model trên 100 cái thằng này. Nhưng mà mình hiểu rằng là 100 cái thằng ở trong cái bộ số 3 đó nó được dự đoán bởi một cái model mà model đó nó được train trên cái bộ số 1 và số 2. Rồi 100 cái thằng của cái bộ số 2 đó, hoặc là cái fold số 2 đó, thì nó được dự đoán bởi cái model mà nó được train trên cái bộ số 1 và bộ số 3. Tương tự, 100 cái thằng ở trong bộ này nó được dự đoán bởi một cái model train bởi hàng này. Thì nó vẫn là cái model đó thôi, nhưng mà mình hiểu nó là nó được training trên 3 cái bộ khác nhau. Vẫn đảm bảo được rằng mấy thằng này nó được dự đoán bởi một cái thằng, bởi một cái model mà không được train, tức là chưa nhìn thấy màn này. Tại vì khi mà dự đoán cái thằng số 1 thì cái model nó chỉ thấy thằng số 2, số 3 thôi, nó đâu có thấy số 1. Rồi khi mà dự đoán cái thằng số 2, cái bộ số 2 thì model nó chỉ được train trên bộ 1, bộ 3 thôi, nó đâu có gặp những thằng số 2 đâu. Mỗi lần như vậy mình nhớ là nó sẽ reset cái model lại. Tức là lần thứ nhất nó train cái thằng 1 và 2 và huấn luyện trên 3 đó, thì cái lần thứ hai nó copy ra một cái model khác, coi như là trang giấy trắng, để rồi nó train lại trên bộ 1, bộ 3 và nó test trên bộ 2. Chứ không phải nó lấy cái model này rồi nó lại đem xuống đây nó train tiếp trên 1, 3 để rồi nó prediction 2. Thì khi đó nó không được, tại vì nếu mà đem cái model đã trên đây xuống thì trong quá trình training nó đã thấy bộ 1, bộ 2 rồi. Rồi nó train tiếp với bộ 1, bộ 3 nữa là coi như nó thấy luôn cả bộ 1, bộ 2, bộ 3 rồi. Thì khi mà dự đoán trên bộ 2 thì nó sẽ chọc. Nên mỗi lần như vậy là nó phải clone ra một cái bộ khác. Ê xin lỗi, clone ra một cái model khác là vậy. Để cho mỗi lần á, cái model nó chỉ gọi là được chỉ dự đoán trên cái bộ, tức là những cái bộ mà được dự đoán đó sẽ không có nằm ở trong cái lúc mà nó training. Rồi, thì cái tóm lại là cái function cross validation predict nó cho mình cái list này, cái list mà cái bộ XE 300 thằng như mình đang lấy ví dụ đây được dự đoán ra kết quả ra sao. Thì mình mới dùng cái này để mình so với cái, tất nhiên cái này nó đúng hơn thì nó chỉ là cái Y hat này. Rồi mình mới lấy thằng Y của nó ra là cái ground true label này, đúng không? Có thể nó là 1001 gì đó. Để rồi mình đếm những cái chỉ số trong cái confusion matrix ở trên. Ở đây lúc mình nãy mình nói là ví dụ như trong cái này mình đưa vô nó 300 cái, thì khi mà nó chia ra làm 3 đó, thì trước khi nó chia có thể nó có shuffle, nó shuffle lên chứ không phải là cứ thằng đầu tiên, thằng thứ hai đến thằng 100 thì vô bộ thứ nhất, rồi thằng 101, thằng 200 mới vô phần thứ hai đâu. Có thể là trước khi đó nó shuffle, nó xáo trộn mấy ngày lên, nhưng mà sau đó thì cái cách làm nữa là như vậy, cái cross validation. Rồi với kết quả của cross validation predict thì mình đã có cái dự đoán của model trên cái bộ dữ liệu huấn luyện, nó là 60.000, đúng không? Nó một vector 60.000 cái giá trị binary, giá trị 0, 1. Rồi mình sẽ dùng nó với lại cái label, cái giá trị thật sự cũng là một vector 60.000 phân tử để mà xài trong cái function cross, xin lỗi, function confusion matrix của scikit-learn, là nó sẽ giúp mình đếm cái chỉ số đó. Vậy thì kết quả đây là mình hiểu, như nãy là mình đã hiểu rồi nó là cái gì, đúng không? Nó sẽ là đây sẽ là giá trị dự đoán predict của, gọi là negative positive, còn đây là true negative positive. Vậy thì mình sẽ có gì? Mình sẽ có là 53.892 cái hình không phải số 5 được dự đoán đúng là không phải số 5. Tương tự có 3.530 cái hình là cái hình số 5 và được dự đoán đúng là số 5. Còn sai đó thì mình có 1.891 cái hình là số 5 mà lại dự đoán không phải số 5, cũng như là có 687 cái hình không phải số 5 mà lại được dự đoán ra là số 5, đúng không? Để rồi mình sẽ có cái gì? Cái đây sẽ là gì? Sẽ là negative. Nhưng mà dự đoán đúng là negative. Cái này là dự đoán negative và nó đúng thật sự là negative. Cho nên đây chính là gì? True. Đúng không? True negative chính là 53.892 nè. Cái này là true negative nè. Rồi cái này
cái này là gì, cái này là positive, dự đoán là positive và nó là sai bởi vì thật sự nó là negative, nên nó là false positive. Rồi thằng này là dự đoán negative và dự đoán đúng hay không? Không, bởi vì nó thật sự nó là positive cho nên nó là false negative FN, và thằng này sẽ là dự đoán là positive và thật sự đúng là nó positive cho nên là true positive. Được. Đó, có mấy cái chỉ số như vậy. Vậy thì tiếp theo đó, cái đoạn này là cái mình vừa mới nói đó. Bây giờ mình muốn thử một cái perfect classifier để mình xem thử là cái confusion matrix trong trường hợp mà nó không có sai lầm gì hết đó, thì nó sẽ ra như thế nào. Thì để mà mình làm vậy thì đơn giản thôi, bây giờ mình cho cái giá trị dự đoán đó nó bằng đúng với lại cái giá trị thực tế luôn. Tức là mình giả sử một cái model nào đó nó đã dự đoán ra kết quả là y chang cái label luôn. Đúng không? Rồi mình đưa vô confusion matrix để mình vẽ. Mình vẽ cái confusion matrix với kết quả dự đoán và kết quả thực tế. Trong đó kết quả dự đoán là hoàn toàn y khớp với kết quả thực tế. Mình xem cái confusion matrix nó có cái dạng thế nào. Thì mình thấy nè, đúng không? Là nó là mang trong chéo, chỉ có trên đường chéo là có giá trị thôi, còn lại là không hết. Thì đây là hai vị trí mà nó dự đoán sai. Đây là sai, đây là gì? Đây là false, là false positive đó. Rồi thằng này là false negative. Thì mình thấy cái ví dụ mà confusion matrix của một model perfect là sao. Rồi cùng nhau mình qua cái phần tiếp theo này, là về chỉ số precision. Cái này đại khái là mình muốn có một cái chỉ số để mình đánh giá, một chỉ số đơn lẻ để mình đánh giá, chứ mình muốn nhìn vô một cái confusion matrix. Có nghĩa là giả sử mình muốn so sánh hai model thì khó khi mà phải, ví dụ như model này nó có cái confusion matrix như vậy, cái model kia có confusion matrix như thế kia, vậy thì giờ muốn biết cái model nào tốt hơn model nào thì so sánh sao, đúng không? Lấy hai ma trận so sánh với nhau thì khó, đúng không? Mình muốn có một cái chỉ số duy nhất thôi. Ví dụ như model A nó ra cái 10 điểm, rồi model B nó ra 9 điểm, thì cái model A nó tốt hơn, đại khái vậy. Cái đó là mình dẫn đến cái chỉ số đầu tiên để mình có thể dùng. Thì cái precision á, nó có cái công thức gì nè? Cái precision, precision sẽ là true positive chia cho true positive cộng với false positive. Vì mình mượn lại cái hình bên đây. Đây, nên mình có cái chỉ số precision sẽ là bằng true positive này, chia cho true positive cộng false positive. Vậy thì true positive này, giờ chia cho cái này, chia cho true positive cộng false positive. Vậy thì cái ý nghĩa của cái này, đầu tiên là mình xem cái mẫu số này. Cái mẫu số là ô này cộng ô này, thì ô này cộng ô này có phải là là tổng số tất cả những cái trường hợp mà model nó đưa ra dự đoán là positive không? Đúng không? Trong đó có những cái ca thật sự của nó là negative nhưng model dự đoán là positive, và những cái ca model thật sự nó là positive mà model dự đoán là positive. Cho nên tổng hàng này chính là tổng số những cái ca model đưa ra dự đoán là positive. Hãy ghi ở đây nó là tổng số, gọi là sample model dự đoán positive. Vậy thì mình có thể dịch cái này ra là trong tổng số những cái ca mà model dự đoán positive đó, thì nó đúng được bao nhiêu, đúng không? Nó đúng được bao nhiêu? True positive này là những cái mà thật sự nó positive và nó dự đoán là positive, hay là đây là những cái ca mà positive là model dự đoán positive mà nó dự đoán đúng, đúng không? Thì có nghĩa là trong nguyên cả cái này, cái tỷ lệ này thể hiện rằng trong tổng số những cái ca mà nó dự đoán positive ấy, thì nó đúng được bao nhiêu, đúng được bao nhiêu ca trường hợp đó. Vậy thì mình có thể dễ thấy một điều thế này, đó là cái chỉ số precision này nó chỉ có, tức là bây giờ nó chỉ có quan tâm đến một cái loại sai thôi, đó là cái loại sai, tạm gọi nó loại sai thứ nhất. Nó có hai loại sai, loại sai thứ nhất và loại sai thứ hai. Loại sai thứ nhất là khi mà thật sự của người ta là negative mà model dự đoán positive. Loại sai thứ hai là khi mà người ta positive mà không là dự đoán là negative. Thì trong cái chỉ số precision này nó chỉ quan tâm đến việc là hạn chế cái loại sai thứ nhất. Chỉ cần nó không sai ở cái loại sai thứ nhất đó, thì chỉ số precision của nó sẽ cao, bất kể là nó sai cái loại sai thứ hai nhiều ít. Cho nên ở trong sách người ta mới nói đó, đây nè, cái công thức nè. Thì trong sách mới nói nè, có một cái cách, tức là kiểu như bây giờ có một cái cách để có một cái chỉ số precision rất là cao, perfect, bằng cách là bây giờ chỉ việc là cứ đưa ra những dự đoán negative, luôn luôn đưa ra những dự đoán negative, trừ những cái trường hợp mà nó rất chắc chắn về cái khả năng positive thì nó sẽ mới đưa ra là kết luận positive thôi. Bằng cách đó thì nó sẽ có cái precision rất cao.
Vậy ý là sao này? Vậy thì đại ý là vậy nè. Bây giờ mình hình dung, mình lấy ví dụ một cái bài toán cũng là binary classifier nhưng mà ở một cái câu chuyện khác, nó thực tế hơn. Ví dụ như một cái model, đúng không? Nhận vô những cái gọi là chỉ số sức khỏe của bệnh nhân và dự đoán ra là ổng có bệnh ung thư hay là tim mạch, tiểu đường gì đó, hay là ổng không có bệnh. Thì mình sẽ xem thử bây giờ nếu như một cái model mà nó chỉ chăm chăm nó nâng cái precision lên đó, thì vẫn có thể trở thành là một cái model vô ích, một cái model vô dụng dù nó có precision rất cao. Giờ mình giả sử là nó chăm chăm cái precision cao, thì có nghĩa nó chỉ cần giảm cái false positive thôi vậy, đúng không? Tại vì cái này mà nó bằng không thôi thì là cái này bằng một rồi, là precision bằng một liền. Thì nó giảm cái false positive bằng cách là gì nè? Khi mà nó tính toán ra, ví dụ như một cái ông bệnh nhân đưa vô cái sample, đưa vô cái dữ liệu, đưa vô cái kết quả khám bệnh của ông đó là x, thì nó tính toán ra một cái phân phối sinh toán, xin lỗi, nó tính toán một cái xác suất mà ông đó ông có bệnh đó dựa trên cái x đó, thì từ đây nó mới so sánh với một cái threshold, đúng không? Ví dụ như đây là một cái model là logistic regression đó, thì nó sẽ so sánh với một cái threshold để mà nó kết luận bây giờ thằng này nó muốn giảm thiểu lỗi sai ở chỗ này đó, thì chỉ việc nó đặt cái threshold này rất cao, nó đặt tới là 0.9. bằng cách đó, một cái ông bệnh nhân dù ổng tính ra cái gọi là cái xác suất ổng bị bệnh đó, rất cũng khá cao, 0.85 đi, thì vẫn kết luận ổng là không có bệnh. Và một ông khác dù tính ra cái xác suất ổng có bệnh đó, tới 0.89 đi, thì vẫn kết luận ổng không có bệnh. Chỉ khi nào một cái ông mà gọi là 95% thì mới kết luận ổng có bệnh. Có nghĩa là nó sẽ rất chắc cú trong cái chuyện mà nó kết luận người ta có bệnh. Nó rất chắc cú, bởi vì nó chắc cú như vậy cho nên làm sao nó sai được, làm sao mà nó bị gọi là người ta không có bệnh mà lại kết luận có bệnh được. Nó giảm thiểu, nó sẽ gọi là giảm được rất là, tức là nó giảm thiểu được cái lỗi sai ở loại thứ nhất này, nó giảm cái cục này xuống, đúng không? Thế rồi nó chỉ có thể sai vào 1k hoặc là 2k thôi, thay vì là mấy chục k. Giả sử như cái mẫu kiểm tra là 100 người đó, thì cái precision này nó sẽ rất là cao. Các bạn dùng bây giờ nó đặt ra một cái threshold cao như vậy á, thì những cái ca nào rất chắc chắn thì mới được phán là positive. Vậy thì đương nhiên nó sẽ giảm thiểu những cái ca mà là phán sai, đúng không? Những cái ca mà người ta là negative nhưng mà lại phán là positive. Bởi vì quá cẩn thận như vậy rồi thì nó sẽ giảm thiểu được cái này. Nó giảm thiểu được cái này thì cái chỉ số precision của nó sẽ cao. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng là giả sử trong cái chính sách như vậy đó, nó coi như nó không có một cái ca nào mà nó đoán sai luôn, bệnh quá chắc chắn rồi. Chỉ khi nào nó rất chắc chắn, 90% trở lên nó mới phán người ta có bệnh, thì khả năng là chẳng có cái ca nào mà nó đoán sai ở cái trường hợp, ở cái lỗi thứ nhất này hết. Nên cái precision của nó là 100% luôn. Thì mình mới thấy rằng đó là nó vẫn có vấn đề ở chỗ là mặc dù cái precision nó rất cao, nhưng mà mình sẽ thấy có những cái trường hợp cái tỷ lệ xác suất mà, tức là cái xác suất mà nó dự đoán cho người ta có bệnh á, nó lên tới 89% nhưng mà nó vẫn phán là không có bệnh. Rồi ông này 85% mà nó vẫn phán là không có bệnh. Thì điều này chứng tỏ hoặc là dẫn đến cái khả năng mà nó sai rất nhiều ở chỗ này, nó sai rất nhiều trường hợp, đúng không? Sai rất nhiều ở trường hợp là ông đó ông thật sự không có bệnh mà nó lại phán không có bệnh. Đó, cái ông 89% này thật sự có thể là ông có bệnh thật đó. Cái label của ông 1 đó mà nó lại phán là không. Ông này tính ra xác suất cũng tới 85%, như vậy có thể ông cũng có bệnh thật đó, nhưng mà nó cũng phán là không. Thì cái lỗi này có thể là không, không có lỗi nào, nhưng mà cái lỗi này thì có thể là mấy chục ca luôn, có thể là 50 ca là ông mà người ta có bệnh mà nó lại phán là không có bệnh, đúng không? Vậy thì rõ ràng là trong cái trường hợp này, cái model này dù precision 100% nhưng model này là cũng vô ích. Bởi vì mình nghĩ thế này nè, bây giờ trong cái bài toán mà dự đoán bệnh nhân có bệnh hay không nè, thì cái lỗi nào là lỗi nghiêm trọng, thì mình sẽ thấy cái lỗi này mới là lỗi nghiêm trọng nè. Tại vì cái lỗi này nè là cái lỗi mà cái người ta có bệnh mà lại không phát hiện được, đúng không? Thì đây là lỗi ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người. Còn cái lỗi mà lỗi thứ nhất đó là người ta không có bệnh mà báo có bệnh thì gây phiền hà. Ví dụ như người ta phải đi xét nghiệm thêm, rồi phải đi lo lắng. Nói chung là ảnh hưởng đến cái cuộc sống, nhưng mà nó cũng không đến nỗi là
người ta có bệnh mà lại báo là không có bệnh, để rồi nó lỡ giai đoạn điều trị, nó bị nặng rồi, là nó ảnh hưởng tính mạng. Như vậy thì trong trường hợp này, một cái mô đồ như vậy có precision rất cao nhưng mà lại là mô đồ rất tệ. Khi mà nó mắc rất nhiều lỗi ở cái lỗi thứ hai. Do đó là người ta mới đưa thêm một cái chỉ số nữa, để mà mình không phải là chỉ có nhắm đến một cái mô đồ mà nó làm tốt ở cái loại lỗi sai thứ nhất, mà nó phải làm tốt được, tức là phải hạn chế ở lỗi sai thứ hai nữa. Thì đó gọi là chỉ số recall. Đây, chỉ số recall này thì nó sẽ bằng vẫn là true positive trên tử số. Mẫu số là true positive nhưng mà là cộng với false negative. Vậy thì cái chỉ số này mình sẽ tiếp tục mình xem cái ý nghĩa của nó. Cái tử số nó vẫn là cái cục màu xanh đúng không? True positive. Nhưng mà cái mẫu số sẽ là cục này, cục cam này. Là true positive cộng false negative này là cái cục. Vậy thì cái cục này nó sẽ mang ý nghĩa là gì? Nó có phải là tổng số những cái ca, tức là tổng số những cái sample mà nó có cái label là positive không? Đúng không? Nghĩa là trong dữ liệu đó thì có bao nhiêu tổng số các cái sample positive, hoặc là có cái true label là positive, hay là ví dụ như trong bài toán y khoa này đó, thì trong cái bộ dữ liệu kiểm tra đó, thật sự có bao nhiêu ông bệnh nhân là có bệnh, tổng số những ông bệnh nhân có bệnh ở trong cái bộ đó. Vậy thì cái việc mà true positive chia cho cái này thì mấy ý nghĩa đó là trong tổng số những cái ông bệnh nhân có bệnh thì model đoán đúng được bao nhiêu, đúng được bao nhiêu ông, đúng được bao nhiêu là trường hợp, tức là tỷ lệ mà những cái trường hợp mà có bệnh mà phát hiện được, có bệnh mà phát hiện được, có nghĩa là có bệnh mà dự đoán được có bệnh, chính là cái true positive. Trong tổng số những cái ca có bệnh thật sự thì phát hiện được bao nhiêu phần trăm, đúng không? Trong tổng số những ca có bệnh, tức là trong tổng số những cái ông bệnh nhân có bệnh thì phát hiện được bao nhiêu phần trăm. Vậy một lần nữa mình sẽ thấy rằng cái chỉ số recall này á, nó cũng lại chỉ quan tâm đến một loại lỗi thôi, là lỗi thứ hai. Đây là lỗi này. Để mà tăng cái recall lên 100% thì nó chỉ việc giảm thiểu cái lỗi thứ hai thôi. Tức là đừng làm sao đừng có để mà người ta có bệnh mà không phát hiện ra thôi. Đúng không? Thì nó sẽ có cái chỉ số recall cao. Nhưng mà bây giờ mình cũng tương tự như ở trên, mình xem thử bây giờ mình có một cái model mà nếu chỉ quan tâm đến recall thôi á, thì có được hay không? Để rồi nó chỉ tập trung vô cái recall thôi, nó tập trung vô cái lỗi thứ hai thôi. Thì mình có thể quay lại cái model ở trên, nó có thể đạt cái recall cao bằng cách nó thay đổi cái gọi là cái tiêu chuẩn của nó này. Bây giờ thay vì nó dùng cái tiêu chuẩn 0.9 để nó so sánh, nó dùng cái tiêu chuẩn 0.2 thôi. Với tiêu chuẩn 0.2 á, một cái ông nào đó nè, mình lấy ví dụ nè, chỉ cần ông đó ông có cái xác suất bị bệnh á là 0.21 thôi là ngay lập tức nó phát ông có bệnh liền. Rồi một cái ông nào đó có cái xác suất là 0.22 hoặc là 0.205 thôi nó cũng phát ông có bệnh, đúng không? Tất nhiên những cái ông nào mà xác suất 0.8, 0.9 thì có bệnh thì tất nhiên rồi. Nhưng mà chỉ những ông mà có xác suất 0.19 hay 19 thì mới xác định là không có bệnh. Vậy thì rõ ràng mình sẽ thấy có một vấn đề. Đó là trong trường hợp này, model nó quá thận trọng trong cái việc nó giảm thiểu cái lỗi thứ hai. Bởi vì cái lỗi thứ hai nó muốn giảm lỗi thứ hai là nó muốn hạn chế những ca có bệnh mà không phát hiện ra. Đúng không? Có bệnh mà lại phán là không có bệnh. Vậy thì chỉ cần cái xác suất nó 0.2 thôi là người ta nó lập tức nó phán ổng là có bệnh, 0.005 thôi, 0.205 cũng phán là có bệnh liền. Tức là nó giống như một cái ông bác sĩ mà chỉ chụp có một cái triệu chứng nữa thôi là ổng phán ông này ổng có bệnh liền. Tại kiểu như là ổng không muốn bỏ sót một cái ca nào mà là có bệnh mà không phát hiện được mà. Cho nên là ổng rất là gọi là cái thiên hướng phán có bệnh đó là rất là dễ dàng. Đó. Thì chính vì vậy á thì sẽ giảm thiểu được cái này, đúng không? Chỉ mới chớm chút xíu thôi, có xác suất mà chỉ hơn 0.2 thôi đã phán là có bệnh thì chắc chắn là sẽ gọi là giảm thiểu được cái loại thứ hai này, chắc chắn là sẽ giảm thiểu được cái chuyện mình bỏ sót được bệnh nhân mà có bệnh mà lại không phát hiện ra. Nhưng mà đồng thời nó cũng lại đi kèm với một cái gọi cái trade-off, đúng không? Một cái sự đánh đổi, đó là mấy cái ông này nè, cái xác suất tính toán ra có 0.2 nè mà cũng phán có bệnh, xác suất tính toán 0.205 thôi mà vẫn phán là có bệnh. Như vậy thì rất là nhiều cái trường hợp là những cái ông này là những cái ông mà thật sự không có bệnh, đúng không, mà lại phán là có bệnh, thì dẫn đến là nó lại tăng cái này lên, nó lại tăng cái gọi là cái false positive lên. Và vì cái việc mà nó tăng cái false positive thì nó chả ảnh hưởng gì đến cái chỉ số recall cả.
Cho nên một cái model mà nếu như nó chỉ tập trung vào chỉ số recall đó thì nó có thể dẫn đến là một cái mô hình mà gây phiền toái cho người ta, bởi vì mặc dù là nó phát hiện được hết, là nó phát hiện được gần như là toàn bộ những ca nào có bệnh nó phát hiện được hết, nhưng mà nó cũng phát hiện ra rất là nhiều những ca thừa, những cái ca mà người ta không có bệnh mà cũng phán người ta có bệnh, để rồi cũng phải như nó nói, dù gì nó vẫn là một cái loại lỗi, cho nên người ta vẫn phải đi xét nghiệm, người ta vẫn phải lo lắng gì đó, trong khi cái xác suất của người ta có bệnh chỉ có thấp chủng mà, chứ 0.2, 0.21, 0.3 thôi mà vẫn bị kết là có bệnh, đúng không? Thử ra ở đây mình thấy rõ có một cái sự đánh đổi giữa hai này. Nếu mà mình chỉ chăm chăm vào một loại đó thì không được. Không được. Cho nên nó sinh ra một cái chỉ số để mà bây giờ làm sao cân bằng cả hai này. Cân bằng cả hai này. Và cái chỉ số đó gọi là F1 score, F1 score. Thì F1 score nó là nó dùng cái khái niệm gọi là harmonic mean. Mean là trung bình, đúng không? Ví dụ như min thông thường đó, ví dụ như min của A và B đi, thì chính là A cộng B, trung bình cộng hai thằng. Nhưng mà harmonic min thì nó có công thức gì nè? Đó là 1 phần, xin lỗi, 2 phần, 1 chia cho A cộng 1 chia cho B. Nên mình triển khai, mình tính toán xíu thì nó sẽ ra là A nhân B, đúng không? 2 lần A nhân B, vì là mẫu số, thì thành ra 2 lần A nhân B chia cho A cộng B. Cho nên kép một score là harmonic min của hai chỉ số precision và recall. Tức là cũng là bằng 2 chia cho 1 phần precision cộng cho 1 phần recall. Nên triển khai nó là 2 lần precision nhân recall chia cho precision cộng recall. Thì cái trong sách người ta nói là cái harmonic mean này nè, đây nè, nó sẽ khác cái mean thông thường ở chỗ là cái mean thông thường á, nó đối xử với những cái thằng người tham gia đó như nhau. Còn cái harmonic mean á, thì nó gọi là nó ưu tiên với những cái thằng cái giá trị thấp, dẫn đến cái chỉ số F1 score này nè, F1 score nó sẽ ưu tiên những cái thằng classifier, những cái thằng model nào mà nó có chỉ số precision recall giống nhau. Ý là thứ nhất cái việc mà có một cái chỉ số F1 score đó, tức là xài cái này nè, nó có một cái tác dụng. Thứ nhất là bây giờ giả sử mình muốn so sánh hai model A và model B đi, thì cái thằng A có thể nó tốt hơn ở cái precision mà nó dở hơn ở recall. Thằng B nó có thể tốt hơn ở recall mà dở hơn ở precision. Vậy làm sao mình so sánh thằng A, B để mình chọn cái nào được. Cho nên F1 score nó sẽ giúp mình có một cái công thức để mình tính toán ra F1 score của thằng A là bằng như vậy, thằng B là như vậy. Thì mình so sánh là hai cái này với nhau thôi để mình xem cái nào tốt thì mình chọn. Có nghĩa là mình có một cái tiêu chí duy nhất để mình so sánh thôi. Và thứ hai nữa, cái tiêu chí này nó được xây dựng dựa trên là nó muốn hướng tới một cái model cân bằng được cả cái precision và recall. Bây giờ muốn có cái F1 score lớn đó thì hai cái chỉ số precision và recall này nó phải xem nhau. Rồi vậy thì mình bây giờ quay lại đây nè, xem ở trong scikit-learn nó sẽ hỗ trợ những cái phương thức để mình tính toán mấy cái nãy giờ mình đã hiểu. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng cái này để mà mình tính ra cái precision, cái function precision score của cái scikit-learn metric này, và recall score để mà tính cái recall này. Để tính thì cũng đơn giản, không bỏ cái bộ cái label và cái prediction vô. Thì cái này mình có tự tính cũng được, ví dụ như theo cái công thức này mình đã biết precision bằng true positive chia cho cái này, thì mình lấy cái true positive nè. Được chưa? Ví dụ như mình lấy true positive nè, chia cho gì? Chia cho true positive cộng false positive nè. Đây, 687, được chưa? Thì cũng ra được là cái chỉ số precision đó. Rồi tương tự mình dùng cái recall score, đúng không, để mình tính cái chỉ số recall, mình sẽ có được cái chỉ số này. À, và như vậy thì precision nó sẽ cho mình biết trong trường hợp này cái model của mình này, đó là ví dụ như cái true positive trên true positive và cộng với false positive đó. Thì giả sử mình có 100 trường hợp là nó dự đoán ra là positive, nó chỉ có đúng 83%, nó chỉ có đúng tới 3 trường hợp thôi. Tức là trong 100 trường hợp mà nó phán người ta là có bệnh đó, hay là ở đây là trong 100 trường hợp mà nó phán là cái hình đó là cái hình số 5 đó, thì nó chỉ đúng với 83 trường hợp thôi, đúng chưa? Còn recall 65% này, có nghĩa là trong số 100 cái hình số 5 thì nó chỉ có phát hiện được có 65 hình. Hay là trong số, ví dụ bài toán y khoa đó, ví dụ trong 100 người có bệnh thì nó chỉ phát hiện được có 65 người.
Rồi bây giờ mình tính cái F1 score. Ngoài ra thì mình cũng có thể tự tính cái recall bằng cách là lấy 3 năm 3 không 0 là true positive, mình chia cho tổng số những cái ca mà được, tức là tổng số những cái positive. Bây giờ cũng ra được là 0.65, cũng ra được 0.65. Rồi cái F1 score thì tương tự cũng trong cái packet scikit-learn metric đó, mình import cái F1 score rồi mình tính thôi, để ra được là 73, 0.73. Rồi cuối cùng á thì trước khi mình qua cái precision recall trade-off thì người ta có nói đến cái việc là trong một số cái trường hợp đó mình có thể quan tâm nhiều hơn đến precision hoặc là recall, chứ không phải là muốn cân bằng hai thứ. Người ta lấy ví dụ là một cái mô hình giúp gọi là xác định xem cái video cho con nít đó, thì nó có an toàn hay không, là một cái ví dụ khác về việc mà phát hiện những cái lỗi ăn cắp ở trong một cái shop. Thì cái này mình hiểu gì nè, ví dụ như mình ở trong cái bài toán, một cái vấn đề thực tế là mình muốn xây dựng một cái thuật toán nó giúp nhận vô cái phim thứ nhất đi, đưa vô dựa vào những đặc điểm của phim đó, model nó sẽ tính toán ra để nó xác định xem cái phim này á là có an toàn hay không, một là safe, để rồi có thể suggest cho phim cho cái kênh, hoặc là có thể cho chiếu ở trên cái kênh đó, còn không có nghĩa là cái này nó có nội dung độc hại, không an toàn. Vậy thì đây là cái phim đó. Thì trong trường hợp này á, có thể mình sẽ ưu tiên đến cái precision, và như đã nói mình có thể set một cái threshold cao ở cái này, để rồi rất có thể là mình sẽ mắc nhiều lỗi ở cái false negative, mang ý nghĩa đó là chẳng thà á mình giảm thiểu cái lỗi false positive. Cái lỗi false positive trong trường hợp này là mình dự đoán nó là cái phim an toàn nhưng thật ra lại không phải. False positive trong trường hợp này là cái an toàn đó là positive. Vậy thì false positive là mình dự đoán cái phim nó là an toàn nhưng mà hóa ra lại không phải. Vậy thì mình ưu tiên cái lỗi này hơn so với cái lỗi false negative. False negative là dự đoán cái phim này không an toàn nhưng hóa ra là cái phim này cũng an toàn. Vậy thì cái việc mà trong cái bài toán này, việc mà mình ưu tiên cái precision á, nó sẽ giúp mình á là chẳng thà mình bỏ sót những cái phim, đúng không? Bỏ sót những cái phim nó an toàn bằng cách là mình dự đoán nó là cứ không an toàn. Tức là mình ưu tiên cái lỗi này, mình ưu tiên mình giảm cái lỗi này, mình ưu tiên mình hạn chế cái chuyện mà mình cho rằng nó an toàn nhưng mà thật ra nó lại sai, nó lại cái phim mà gây tác động xấu, và chấp nhận là mình sẽ bỏ sót nhiều cái phim hay hoặc là nhiều cái phim tốt. Bởi vì trong trường hợp này rõ ràng là việc bỏ sót một cái phim tốt so với cái việc mà bỏ sót một cái phim xấu á, thì cái việc bỏ sót cái phim xấu á, nó tác động lớn hơn, nó nặng nề hơn. Còn bỏ sót một cái phim tốt thì đâu có sao đâu, nó chết chóc gì đâu. Thì trong cái ví dụ này thì mình thấy là mình có thể favor, mình thể là ưu tiên cái precision hơn là recall. Trong một cái ví dụ khác mà trong sách người ta lấy cái ví dụ là việc mà phát hiện xem là trong cái hình chụp camera giám sát đó là có hành vi trộm cắp hay không, nếu có thì là 1, không thì là 0. Thì đương nhiên là trong trường hợp này mình sẽ nói chung là cũng có hai loại lỗi, giống như cái nguyên tắc đó là mình xem cái hai loại lỗi này, cái loại nào là nghiêm trọng hơn. Cái loại này là sao? Trong trường hợp này cái loại này có nghĩa là mình dự đoán đây là hành vi trộm cắp nhưng thật ra là không phải. Vậy thì cái hậu quả của nó có thể là khiến cho bảo vệ tới bắt cái người khách hàng đó nhưng mà hóa ra là người ta không làm gì hết, thì đó là một cái hậu quả. Còn cái hành vi ý là cái loại lỗi sai thứ hai á, thì nó là dự đoán cái này không có trộm cắp gì cả nhưng mà thật ra lại đang có hành vi trộm cắp diễn ra, thì hậu quả của nó là cửa hàng mất tiền mất đồ, tại vì đó là đang trộm cắp mà không phát hiện được. Như vậy thì trong trường hợp này á, nếu mà đây là một cái cửa hàng trang sức đắt tiền đấy, thì mình có thể ưu tiên, tức là cái lỗi này nó nghiêm trọng hơn cái lỗi mà mình dự đoán người ta là không ăn cắp mà thật sự người ta đang cắp này. Dự đoán người ta không ăn cắp này, nhưng mà thật sự nó là ăn cắp. Cho nên trong trường hợp này mình ưu tiên cái recall hơn, chấp nhận rằng có nhiều ca mình bắt lộn người, đúng không? Có nhiều ca bắt lộn người. Hoặc là giống như ví dụ này cũng vậy, nếu mà mình đang trong cái mô hình gọi là phát hiện bệnh đó, mà cái bệnh này bệnh nghiêm trọng đó, thì thôi chẳng thà là hạ cái threshold này xuống để ưu tiên cái recall, để mà chẳng thà là chấp nhận nhiều ca phát hiện nhầm không có bệnh mà khiến có bệnh, khiến gây phiền hà chút, còn đỡ hơn bỏ sót những cái ca mà có bệnh mà lại không phát hiện ra. Thì đó là một số cái ví dụ trong những trường hợp mà mình có thể ưu tiên cái recall hơn hay là precision hơn. Rồi giờ qua cái phần precision recall trade-off thì mình mượn cái hình của trong cuốn sách này để mình cùng nhau mình phân tích cái đoạn này người ta nói là sao nè. Thì cái đoạn này đại khái nói vậy nè, cái này đại khái đó là họ mới nói về cái chuyện mà thực tế là họ dùng, mình đang sử dụng cái gọi là cái SG
declassifier. Giống như ở trên mình nói về cái chuyện khi mà một cái model nó tính toán ra, đúng không? Nó tính toán ra cái dự đoán đó, thì đầu tiên thật sự nó đang tính toán một cái xác suất rằng, gọi là diễn dịch ra hoặc đọc ra là xác suất rằng cái hình đưa vô có phải là số 5, tức là cái xác suất cái hình đưa vô là số 5 bao nhiêu trăm, hoặc là xác suất cái ông bệnh nhân đó với những đặc điểm như vậy, ông có bệnh là bao nhiêu trăm, không? Hay là xác suất cái phim đó, đặc điểm của phim nó thuộc về cái loại là phim tốt là bao nhiêu trăm, hay là xác suất cái hình đó chụp trên camera đó nó có hiện tượng ăn cắp là bao nhiêu trăm. Nói chung là cái model này nó tính toán ra một cái chỉ số xác suất. Mà nếu các bạn học về logistic regression rồi đó thì mình biết cái này rồi. Thì ý muốn nói là ở đây chủ yếu người ta muốn nói là khi mà model này nó tính toán đó thì nó tính ra một cái score, một cái điểm đó, cái chỉ số xác suất đó. Thì rồi cái chỉ số xác suất này á nó mới so với một cái threshold, đúng không, để mà nó quyết định. Thì trong trường hợp này á là nói về cái việc mà mình tăng hay giảm cái threshold nè. Giống như nãy khi mà mình để cái threshold lên là cao đó, ví dụ như 0.9, mình tăng nó lên là 0.9 thì mình thấy rằng khiến cho là cái precision á nó tăng lên, bởi vì tăng nó lên không tăng cái threshold lên thì nó khiến mình hạ được cái error ở cái loại này xuống, hạ được cái false positive xuống, nhưng mà nó lại khiến tăng cái false negative lên. Rồi bây giờ cái threshold này mà mình giảm xuống thì mình lại hạ được cái này nhưng mà mình lại tăng cái này. Vậy thì bây giờ mình phân tích cái vụ đó kỹ hơn. Thì ở đây á là người ta lấy ví dụ, lấy ví dụ là có những cái hình như vậy nè. Thì những cái hình thế này đó thì cơ bản mình đang trong bài toán binary thì mình cứ coi như là cái hình này á là có cái label là không, đúng không, không phải là số 5. Cái này không phải số 5 nè, 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 cái này thì đúng là số 5 nè, đúng không? Cái này không phải số 5 nè, cái này đúng là số 5 nè, đúng là số 5, đúng là số 5, đúng là số 5, đúng là số 5. Còn những cái chỗ khác là không phải số 5. Vậy thì cái chính á, bây giờ với cái dãy hình này nè, bây giờ mình đang quyết định dựa trên một cái threshold, mình đang dựa trên một cái chuẩn hoặc là một cái mốc, thì cái mốc này mình có thể tăng lên hoặc là giảm xuống. Vậy thì khi mà tăng lên giảm xuống thì mình sẽ thấy có cái hiện tượng là bây giờ giả sử mình đang ở đây đi, mình đang ở cái mốc này thì có nghĩa là những cái thằng nào ở trên mốc này đó thì mình sẽ gán cho nó là positive, còn những thằng nào ở phía dưới đó, thì mình gán cho nó là negative. Đúng chưa? Cũng giống như cái bài toán nãy, mình ở cái mốc 0.9 thì khi nào mà cái chỉ số score tính ra, probability score tính ra nó lớn 0.9 thì mình cho nó là 1, bé 0.9 cho nó là 0. Thì tương tự vậy, mình đang ở cái mốc này bằng bao nhiêu đó, ví dụ như đây là 50% đi, thì nếu như những cái hình này nè được tính ra mà nó ra cái xác suất hình đó là số 5 mà là lớn hơn 50% đó thì mình gán là positive. Nói chung với cái mốc này thì những cái hình này là đang được gán là positive nè, và những cái hình này là đang được gán là negative nè. Cho nên tại cái mốc 50% này nè thì mình thấy đang có bao nhiêu là cái gọi là tức là đang có bao nhiêu cái gọi là cái sai sót thuộc cái dạng thứ nhất. Hay nói khác là mình tại cái mốc 50% này thì cái precision là 80%. Tại sao? Tại vì trong số precision là gì? Trong số những cái mà nó dự đoán ra là positive đó, thì có bao nhiêu cái là đúng. Với mốc 50% thì nó đang đoán tất cả những thằng này đều là positive, nhưng mà trong đó thật ra chỉ có 1, 2, 3, 4 là thật sự là positive thôi. Đúng chưa? Cho nên tại cái mốc này thì cái precision đang là 80%, là 4 chia 5. Bạn nhớ không? Precision là trong tổng số những cái model đang dự đoán là positive thì nó đúng bao nhiêu trường hợp, đúng không? Vậy thì tại cái mốc mà 50% đi thì những cái thằng ở trên 50% đều được phán là positive hết, có nghĩa là model đang đoán 5 thằng này là positive, nhưng trong đó chỉ có 1, 2, 3, 4 là thật sự là positive thôi. Cho nên cái precision ở trường hợp này đang là 4 chia 5. Tương tự, những thằng dưới đây đều là đang được phán là negative cả. Vậy thì mình tính cái recall ở cái mốc này bao nhiêu. Recall là có bao nhiêu thằng đang là positive và model phát hiện ra. Vậy có bao nhiêu thằng positive? Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thằng positive, đúng không? Nhưng mà mình đang chỉ phát hiện ra được 1, 2, 3, 4 thôi. Đấy, 4 thằng này là được gán positive. Cái này hơi nếu mà rõ hơn chút đó, thì bây giờ với cái mốc này đó thì mình, cái này là cái gọi là true label này. Còn cái predict label thì với cái mốc này thì nó đang gì nè? Nó đang là 1, 1, 1, 1, 1. Thằng nào dưới mốc này đều là không hết, đúng chưa? Đây là predict. Với cái mốc là ở đây nha, với cái mốc này nè, người ta không ghi rõ nhưng mà cứ coi như là 50% đi. Cái mốc mà giống như threshold để mà mình so với một cái mốc đó để mình phán đó. Vậy thì precision thì bằng trong số những cái model nó dự đoán là
là positive thì có bao nhiêu cái là đúng? Đây thì có 4 cái là đúng thôi. Đúng không? 4 cái là true là nó là positive nè, 4 số 1 nè. Còn tất cả những cái thằng này là tất cả những cái mà model dự đoán là positive nè. Vậy thì trong 5 cái thì chỉ có đúng 4 cái thôi. Trong 5 cái chỉ đúng 4 cái thôi. Rồi. Còn recall thì cái định nghĩa recall là trong là tất cả những cái thật sự là positive. Là 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Đúng không? Thì model đúng được mấy cái? Thì có 6 cái model đang đúng được 1, 2, 3, 4. Tức là đây là những cái model đúng nè. Đúng nè, đúng nè, đúng nè, đúng nè. Thật sự nè, dự đoán nè, thật sự nè, dự đoán nè. Vậy là đúng 4 cái trên 6 cái, đó. Thì cái việc mà tính ra là như vậy. Vậy thì bây giờ mình thật sự mình nhích cái này qua, mình thay đổi cái này, mình thay đổi nó, mình chuyển nó qua cái móc này đi. Mình tăng cái móc này lên từ 50%. Bây giờ mình chuyển nó thành ra là 60%, hoặc là chuyển lên tới đây luôn đi. Đó, lên tới đây nè. Là 70% nè, ví dụ vậy. Ở đây người ta không có nói rõ là bao nhiêu trăm, mình cứ hiểu lên từ 50 tăng lên 60, 70 gì đó. Thì tại cái mốc này á, có phải là những cái ông nào mà lớn hơn, tức là ông nào ở phía bên đây nè, là ba ông này nè, sẽ đều được dự đoán là positive không? Không, đây là mình cứ nói, cứ để chữ predict ở đây đi. Còn đây là true. Đó, còn những ông mà phía bên đây đều là dự đoán là không hết, là negative hết. Phải không? Vậy thì tại đây cái precision là bao nhiêu? Precision là trong số những cái ông được dự đoán là positive thì đúng bao nhiêu ông? Đúng cả ba ông, đúng không? Trong số có bao nhiêu ông được dự đoán là prediction là positive là 3 cái. Và đúng bao nhiêu cái? Cái này đúng, cái này đúng, cái này đúng. Như vậy là 3 trên 3. Đúng không? Rồi, recall thì trong số những cái là thật sự là positive thì lúc nào cũng là 6 rồi, đúng không? Là 1 2 3 4 5 6 thì model dự đoán được mấy cái? Dự đoán được 1 2 3. Cho nên recall trong cái trường hợp threshold này á, nó là 3/6. Tương tự như vậy, bây giờ mình lại giảm cái threshold chẳng hạn. Giảm threshold về đây thì mình sẽ thấy nè, giảm threshold về đây thì tất cả những thằng bên đây sẽ đều dự đoán là 1 hết, đúng không? Mấy này thì không hết, đúng không? Dưới threshold thì không, trên threshold thì là 1. Vậy thì precision ở trong cái mốc này thì nó là trong số những cái thằng dự đoán là positive là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái thì có bao nhiêu cái là đúng? Thì có 1 cái đúng, 2 cái đúng, 3 cái đúng, 4 cái đúng, 5 cái đúng, 6 cái đúng. Vậy là 6 trên 8. Đúng chưa? 6 trên 8. Tương tự về recall là trong số tổng số 6 cái thằng là positive 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó đúng được, ý là nó phát hiện được mấy cái? Là 6 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là recall nó sẽ thành ra 6 trên 6 là 1. Rồi, cái đó là dành cho bạn nào không hiểu là mấy cái này nó tính sao vậy? Vậy thì bây giờ mình mới thấy nè. Mình mới thấy bây giờ mình thấy khi mà nó nhích cái threshold từ đây qua bên đây thì mình thấy cái precision nó tăng lên từ 80 tăng lên 100 nè. Đúng không? Thế nè, khi mà nhích cái threshold lên thì cái precision nó tăng, precision tăng. Khi mà cái threshold lên thì precision nó tăng lên. Nhưng mà cái recall nó giảm xuống, thấy không? Từ 67 nó còn 50, nó phù hợp với cái chuyện hồi nãy khi mà mình nói về cái này. Bây giờ mình tăng cái threshold lên. Thay vì 0.5 mình tăng lên 0.9. Thì mình đã ưu tiên cái precision, giúp cái precision nó tăng lên, nhưng đồng thời mình cũng mắc nhiều lỗi sai ở cái for negative khiến cho cái recall nó giảm xuống, đúng không? Tăng cái này lên thì giảm cái này thì cái này giảm thì nguyên cả cái này tăng, nhưng mà cũng khiến cho cái này á là nó tăng, là khiến cho cái này tăng nè, cái này tăng thì nguyên cả cái cục này sẽ giảm, là cái recall này nó sẽ giảm, chưa hoàn toàn phù hợp với những cái hồi nãy phân tích. Rồi bây giờ khi mà nó nhích cái này, cái threshold này nó nhích qua đây, nó giảm cái threshold xuống thì rõ ràng là từ precision 80 nó giảm xuống còn 75, mà cái recall từ 67 nó tăng lên 100. À, như vậy thì đi theo chiều này á, thì precision giảm nhưng mà recall lại tăng, y như nãy mình đã phân tích là khi mà mình giảm cái threshold xuống còn 0.2, đúng không? Giảm xuống còn 0.2 thì mình sẽ giảm cái lỗi, gọi là giảm cái lỗi ở đây, giảm cái lỗi ở đây xuống, giảm cái lỗi này xuống thì cái này giảm xuống, cái này giảm xuống thì nguyên cả cái này đương nhiên là tăng lên, recall tăng. Nhưng mà cái này nó giảm thì cũng gây nhiều lỗi của cái này hơn, tức là cái này cũng tăng lên, đúng không? Việc mà mình giảm threshold nó cũng khiến nhiều cái lỗi này hơn. Cái này tăng lên, cái này tăng lên. Cái này tăng lên thì nguyên cả cái cục này giảm xuống, tức là cái precision là giảm xuống. Trong khi ông recall tăng lên, đúng không? Như vậy thì đi theo cái chiều này đó thì là precision giảm xuống mà recall thì tăng lên. Do đó đây nó mới gọi là cái sự đánh đổi. Khi mà cái threshold nó tăng, threshold lên thì cải thiện precision nhưng mà lại hạ thấp cái recall, mà giảm cái này xuống á, giảm threshold xuống thì là cải thiện recall mà lại là hy sinh cái precision,
do đó mình cần phải có một sự cân bằng đó. Thì cái đoạn này là nói vụ đó đó, rồi thì mình cùng nhau mình thực hành chút xíu cái vụ này. Rồi cơ bản á là cái câu hỏi đặt ra khi mà mình đã hiểu được rằng tại sao nó có một cái trade-off giữa precision và recall, đúng không, thì câu hỏi là bây giờ chọn cái threshold như thế nào để mà cân bằng được, để mà cái precision cũng ok mà recall cũng ok, đúng không? Mình phải chọn một cái mốc nào để mình so cái score của mình đây. À, trước đó mới nói cái thằng hồi nãy mình đang dùng cái threshold ví dụ như 50%, 60%, 70% á, là bởi vì mình đang như nãy mình nói đây, mình đang coi như là mình xài cái mô hình logistic regression thì nó tính toán ra một cái chỉ số xác suất. Nhưng mà trong sách á, khi mà hoặc là khi mình đang nói về cái mô hình SGD classifier thì nó đang tính ra một cái chỉ số score mà không phải là mang ý nghĩa xác suất, ví dụ như ra một cái số thật nào đó thôi, như có thể là âm 200 rồi cộng số dương 50.000 vân vân, thì mình cũng sẽ so với một cái mốc nào đó, ví dụ như mốc bằng không rồi lớn hơn không á thì là gán cho nó là positive, bé hơn không thì gán là negative. Tại vì có những cái mô hình không phải là mô hình nào nó cũng tính ra cái chỉ số xác suất, mà ví dụ như mình xài SVM hay là support vector machine á thì nó tính ra một cái score thôi, ra một cái chỉ số, một cái giá trị là mang giá trị thấp thôi. Còn như thằng sigmoid á, à xin lỗi, như thằng logistic regression á thì nó mới dùng cái hàm sigmoid để nó chuyển cái giá trị thấp sang một cái giá trị mang tính xác suất, để rồi nó từ 0 đến 1. Còn SGD này thì nó ra một cái giá trị thực trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Nhưng mà dù là cái nào thì mình vẫn phải so với một cái mốc nào đó, một cái threshold nào đó để mình quyết định, đúng không? Để mà nó xuất ra được là à, cái hình này thì nó dự đoán là đúng là số 5, hình kia dự đoán không phải số 5, thì đó vẫn là kết quả sau khi nó so cái điểm số mà nó tính toán ra với một cái mốc nào đó. Cho nên bây giờ khi mà mình đặt câu hỏi là à, vậy thì chọn cái threshold như thế nào, ví dụ như thằng SGD này á, thì mình chọn cái mốc là bao nhiêu, hay là cái mô hình logistic regression của mình, nếu mà mình huấn luyện nó thì mình nên chọn cái mốc là bao nhiêu, 0.5 hay là 0.7 hay là 0.2, để mà nó vẫn giữ được cái sự cân bằng giữa thằng precision và recall. Vậy thì ở đây mới cho biết á, là thằng SGD á, nó có cái function gọi là decision function. Thì cái function này nó giúp mình gọi là thay vì như ở trên đây mình đưa vô nó cái hình, đúng không, mình đưa vô nó một cái mẫu dữ liệu rồi nó tính toán ra cho mình cái prediction của nó là cái hình đó có phải là số 5 hay không, nó xuất ra dưới dạng là true hay false, đúng không? Nhưng mà mình có thể sử dụng cái function decision function để mà mình đưa cho nó một cái hình đó, hoặc là một cái mẫu dữ liệu đó, thì nó đưa ra cho mình cái con số mà nó tính toán, để rồi mình sẽ chủ động mình so cái con số đó với một cái threshold nào đó, chứ mình không có dùng cái threshold mặc định của thằng scikit-learn đó. Ví dụ như ở đây bây giờ mình cái sum digit là cái dữ liệu của cái hình đầu tiên mà ở trong bộ dữ liệu huấn luyện đó, cái hình số 5 đó, nhớ không? Mà trên lúc mà mình bỏ cái này vô trong cái function predict đó thì nó dự đoán ra là true đó nè, sum digit là cái hình số 5 đúng không, là cái hình đầu tiên trong bộ dữ liệu nè. Rồi khi mà mình bỏ nó vô predict thì nó dự đoán ra cái kết quả luôn, có nghĩa là khi mà thực hiện predict đó, nhận với một cái mẫu dữ liệu mới đó thì nó thực hiện, nó tính ra một cái score, nó tính ra bao nhiêu đó, rồi nó tự chủ động nó so một cái threshold, đúng không, và nó thấy rằng cái này nó lớn hơn cái threshold cho nên nó kết luận ra là true. Bây giờ mình không muốn nó làm chuyện đó, mình muốn nó cho mình cái score này thôi, để rồi mình tự mình quyết định cái threshold này. Vậy thì mình dùng cái function này, decision function, thì nó trả ra mình cái score mà nó tính nè, 2001 nè. Thì mình xem ở trong cái thằng SGD classifier document đó của thằng scikit-learn đó, thì cái decision function này nó cho mình biết là nó tính ra một cái score, nó gọi là confidence score, tạm dịch là chỉ số tự tin, đúng không, chỉ số tự tin. Và cái này nè, nó sẽ khi mà nó dùng để mà nó gọi là nó quyết định xem là nó thuộc về cái class nào đó trong cái bài toán binary classification của mình đó, là nó dự đoán ra cái class là positive hay negative đó, thì nó sẽ so sánh với cái threshold là không, đúng không, nếu mà cái core score nó lớn không thì nó sẽ predict là positive class, có nghĩa là với thằng SGD classifier này á, thì nó đang dùng cái threshold là không. Và nếu mà mình nghiên cứu thêm nữa thì thằng SGD này nè, khi mà nó thực hiện fit đó, nó dùng cái loss là Hinds loss, và về cơ bản nó chính là một cái support vector machine model. Nhưng mà nếu mình có thể khai báo cái loss khác đó, ví dụ như Hinds loss là mặc định, nhưng nếu mình khai báo là cái log loss, đúng không, thì cái thằng SGD classifier này nó sẽ hành xử như một cái logistic regression, là một cái mô hình xác suất, và khi đó cái score mà nó tính ra cho mình đó, là một cái probability như là nãy mình thấy. Thì nói chung cái đây là cái thư viện cho nên là nó hỗ trợ nhiều thứ, ví dụ mình define cái này với cái loss hint thì mình có một cái mô hình SVM, đúng không, một cái support vector machine model. Còn nếu như không mình define cái loss là khác đó thì mình sẽ có một cái mô hình là logistic regression để mà dự đoán ra một cái chỉ số xác suất.
tức là một môn sản xuất. Bên cạnh đó còn nhiều thứ như là regularization. Quay lại cái đây á, thì mình hiểu rằng à, đây là cái chỉ số score của một cái support vector machine model, nó tính toán ra cho cái mẫu dữ liệu này ra như vậy, và vì nó so với cái threshold là không cho nên là nó dự đoán cái hình này ra là positive. Thế thì tiếp theo đó là mình với cái score này nè, mình có thể chủ động cái threshold. Bây giờ trong sách người ta tăng cái threshold lên là 3000 thì cái giá trị mà dự đoán sẽ là 4, đúng không? Ban đầu á, mặc định trong đây model nó là threshold đang là bằng 0, cho nên cái dự đoán của nó sẽ là true, giống như nãy mình thấy ở trên. Nhưng nếu bây giờ mình không thích cái threshold đó, mình muốn tăng lên 3000 đó, thì cái hình này sẽ trở thành ra là 4, là không phải là positive class, nó là một negative class đó. Vậy thôi. Vậy thì ý muốn nói đây đó là khi mà mình tăng cái threshold lên 3000 đó, đúng không? Thì từ một cái hình đang là cái true class của nó là positive, mà nãy á, là mình đã dự đoán được chính xác, đúng không? Cái hình này là đúng là positive, đó là một cái hình đúng là số 5, class là positive và đã được dự đoán là đúng. Bây giờ với cái threshold này là không, còn bây giờ với cái threshold là 3000, đó là 3000, thì cái hình này nó từ là positive, bây giờ nó dự đoán sai bét, nó dự đoán ra là negative class. Thì đồng nghĩa rằng đã có thêm một cái sự sai sót ở cái chỉ số là for negative, đúng không? Mình dự đoán nó là negative nhưng thực ra nó là chính là một cái positive, cho nên là thêm một cái sai của cái FN. Thêm một cái sai của FN thì recall chính là nó đã tăng lên, recall chính là đã tăng lên, đúng không? Đồng thời đây thêm một cái sai của cái FN này, cái này nó tăng lên một cái, đúng không? Thì cái recall nó đã giảm xuống một chút, đúng không? Rồi như vậy thì bây giờ mình vẫn chưa trả lời câu hỏi được là chọn cái threshold như thế nào. Giờ đây là chọn bừa 3000 thôi, để mà mình thấy có cái sự thay đổi giữa một cái thằng nãy là dự đoán là cái hình số 5 thì đúng là dự đoán đúng là số 5, giờ tăng threshold lên thì dự đoán thành ra sai. Nhưng mà cái chính bây giờ quay lại hỏi làm sao để chọn cái threshold đây à, thì bây giờ mới dùng cái này, dùng cái cross validation predict lại lần nữa. Quay lại cái nãy, cái cross validation predict hồi nãy đó, mình dùng nó để mà nó giúp mình gọi là đưa ra những cái dự đoán của model, tức là có được một cái list dự đoán của model với các cái sample khác nhau trong cái training set, để rồi dựa đó mình tính confusion matrix, đúng không? Bây giờ cũng cái function này nhưng mà thì cũng bỏ vô cái model, cũng bỏ vô bộ training set, cũng bỏ vô cái CV là bằng 3, nhưng có thêm cái là cái method argument là decision function. Thì bây giờ thay vì nó đưa ra cái dự đoán cho mình thì nó đưa ra cái chỉ số gọi là confidence score của model thôi, đúng không? Cũng dễ hiểu mà, đúng không? Ví dụ như nãy thì nó nói chung là đưa qua model các cái sample, nó thực hiện một loạt các cái việc mà split ra rồi train với cái flow này rồi test trên cái flow còn lại, đúng không? Chia làm 3 bộ rồi cứ huấn luyện trên 2 bộ này và test trên bộ còn lại. Test trên bộ còn lại thì nó tính ra gọi là nó đưa ra cái prediction của mấy thằng sample ở trong cái bộ đó. Từ giờ thay vì nó đưa ra prediction thì nó đưa ra cái score của cái model tính toán cho mấy cái training sample đó, đưa cho cái score, đúng không? Thằng nói chung là cuối cùng mình có được là một list các cái score mà model tính toán khi mà tính toán từ cái sample, thay vì một list các cái gọi là cái dự đoán thì là 1-0, tức là dự đoán là nó quyết định rồi, còn score thì là cái bước mà nó chưa có so sánh với threshold, thì cái đây nó sẽ trả cho mình cái list score đó. Giờ mình cho nó chạy cái này thì nó cũng sẽ mất một vài giây bởi vì nó thực hiện cái việc cross validation mà. Rồi chạy xong nè, thì nó là một cái list thôi, cũng 60.000 phần tử, nhưng mà mỗi cái của nó là một con số giá trị thực chứ không phải là một cái giá trị binary 1010 nữa. Cái này bởi vì nó là score mà. Ví dụ mình 10 cái đầu tiên nè, là những chỉ số, hay không? Có dương, có âm. Rồi mình chạy cái function precision recall curve, hỏi vô nó cái label, tức là cái vector các cái label và các cái vector các cái score mà nó tính ra, thì nó sẽ giúp cho mình có được ba cái này. Thì cái này á, threshold á, nó là một vector có 60.000 con số, precision thì lại 60.001, recall cũng 60.001. Thì đại khái nó là nó tính giùm cho mình là với những cái threshold khác nhau thì cái mức precision và recall là bao nhiêu, để rồi từ đó mình có thể vẽ ra để mình nhìn, mình sẽ nhận định à cái mức threshold nó cỡ nào đó thì cái precision nó cũng, và recall nó ở cái mức hợp lý. Ở đây á, mình thấy cái threshold nó 60.000 nhưng mà precision nó lại có dư 1, hay là recall nó dư 1 là ở chỗ này. Người ta nói nè, cái function này á, nó tính toán precision recall cho mỗi một cái threshold nè, đúng không? Và nó thêm cái vị trí cuối cùng trong precision là bằng 0 và vị trí cuối cùng trong recall bằng 1, tương ứng với cái threshold là vô cùng. Nên mình in cái vị trí cuối cùng của precision ra là mình thấy bằng 1 này. Như chỗ này trong sách người ta ghi sai, cái vị trí cuối cùng của precision là bằng 1 chứ không phải bằng 0, đúng không? Đây nè, vị trí cuối cùng nè, bằng 1 chứ. Vị trí cuối cùng của recall là bằng 0 chứ không phải bằng 1. Trong sách này nó ghi bằng 1, như mình nhầm hay là tác giả nhầm. Và đại khái là mình có một list, những cái mức
threshold tương ứng với cái precision và recall khác nhau để bây giờ mình vẽ nó ra. Thì cái đoạn code này sẽ giúp mình vẽ cái đồ thị này. Rồi thì mình phải tạo một cái plot, rồi mình vẽ threshold theo precision, vẽ một cái biểu đồ đường, đúng không? Theo những cái mức threshold khác nhau, thì cái precision là theo những giá trị trong đây, và lấy từ thằng đầu tiên đến thằng áp chót, chừa cái thằng cuối cùng ra, vẽ theo cái màu là màu blue, đúng không? Và đường là đường dashed line, hai gạch này là đường dashed line, rồi vẽ thêm cái label là precision và cái đường có bề rộng bằng 2, thì nó sẽ vẽ cho mình cái đường màu xanh dương mà gạch gạch này. Rồi cũng vẽ tiếp một cái đường nữa theo threshold với recall, theo cái đường mà green chữ G nữa, green, và đường một gạch có nghĩa là cái đường bình thường, phải là nét đứt đứt, đúng không? Thì nó sẽ vẽ cho mình cái đường màu xanh lá cây này. Ngoài ra là cái dòng này nó còn giúp mình vẽ một cái gọi là V line, là vertical line, viết tắt của vertical line là cái đường dọc thẳng đứng đó. Thì cái này nó sẽ bắt đầu ở đâu? Ở cái mức threshold, tức là theo cái trục này thì nó ở giá trị threshold. Chú ý cái threshold này là threshold không có s nha. Cái trên tính từ function này nó trả ra mình plus các cái threshold. Còn đây là cái biến threshold mà mình gán ở trên, đúng không? Gán ở trên mà em gán là bằng 3000 đó. Nên cái threshold ra nè, cái threshold này đang là 3000, là cái hồi nãy trên đây nè. Đâu rồi? Đây nè. À, rồi. Vậy đây nè. Mà em gán threshold bằng 3000 chưa? Cho nên nó sẽ vẽ ở cái mức này là cái mức 3000. Mức 3000. Đây. Và đương nhiên nó sẽ kéo từ 0 đến 1 ở cái trục này, 0 1. Để nó vẽ ra cái đường chấm chấm gọi là vertical line này, quy định bởi cái chữ dot, có nghĩa là cái vẽ những cái đường chấm chấm. K là có nghĩa là màu đen, K màu đen chứ không phải là black là màu đen, nên mình sợ mình sẽ biết. Rồi vậy thì nó vẽ cho mình ba cái đường đó. Thì thông qua hai cái đường này á, thì mình thấy rằng là như vậy là với threshold khi mà nó tăng dần, khi mà nó rất nhỏ thì recall là tuyệt đối, nhưng mà precision á, là bằng không. Khi mà threshold mà rất lớn đó, thì ngược lại recall bằng không, mà precision thì tuyệt đối một. Như vậy thì ở đâu đó ở khoảng này là cái khoảng mà threshold phù hợp. Ví dụ như tại đây nó sẽ có được giá trị threshold mà khiến cho cái precision và recall nó đều cao bằng nhau, nó bằng khoảng mức 0.78. Qua cái mức đó hay là dưới cái mức đó thì bắt đầu là mình sẽ thấy có một cái sự hy sinh giữa recall với precision. Nhờ vậy mà mình có thể giúp mình chọn được cái threshold phù hợp. Ở đây người ta có nói về cái chuyện tại sao khi mà mình tăng cái threshold lên thì cái precision nó có cái đoạn gập ghềnh này. Thì tí nữa mình sẽ quay lại mình nói chuyện này. Rồi ở đây cũng cho biết nè, đó là tại cái mốc mà 90% đó, tức là mốc precision 90% này là cái điểm này nè, giống vào đây thì nó khoảng 90%, thì recall nó chỉ ở cái khoảng là 50% thôi, nó thấp quá. Cho nên mình cần phải cân nhắc cái threshold khác. Cái threshold hiện tại là 3000 đó. Vậy thì trước đó là mình sẽ thử một cái biểu đồ nữa. Đây. Thì cái biểu đồ này đó mình sẽ chỉ vẽ cái tương quan giữa precision và recall thôi, chứ mình không có cái trục threshold. Và cái chính ở đây người ta muốn chỉ cho mình đó là bây giờ với cái biểu đồ này nè, thì mình sẽ nhìn nhận như thế nào. Thì với biểu đồ này mình thấy rằng khi mà theo cái đường cong này, khi mà recall nó tăng dần đúng không, thì rõ ràng là precision nó giảm dần nè. Precision nó giảm dần tại recall mà bằng không đó, thì precision nó rất cao, có thể là ở đây nè. Rồi khi mà recall tăng lên nè, thì precision nó giảm xuống đúng không, nó bắt đầu giảm. Thì cũng như cái đồ thị ở trên cũng cho thấy chuyện đó. Có điều bây giờ trong cái bộ biểu đồ này mình sẽ kiểu như mình biết được cái mức recall nào mình nên chọn, cái vùng nào mình nên chọn để cái precision nó không quá thấp. Thì mình thấy ví dụ như ở đây, tại cái điểm này nếu mà giống xuống đó thì recall nó đạt cái khoảng là 0.75 đi. Tất nhiên là mình muốn cái recall nó càng cao càng tốt, nhưng mình không muốn nó cao quá. Nó cao quá thì ví dụ như nó đạt ở cái vùng này đi là 0.9 chẳng hạn, thì giống lên thì precision nó chỉ còn có 0.5 à, đúng không? Cho nên cái điểm mà mình cần quan tâm đó là mình nhận thấy tại cái điểm 0.75 tương ứng ở đây, thì trước đó đó, tức là khi mà recall nó còn tăng từ khúc này lên 0.75 á, thì cái precision nó giảm, nhưng mà nó giảm chậm thôi, nó giảm từ từ thôi. Còn khi mà nó qua cái mốc 0.75 đó thì cái precision nó giảm rất là nhanh. Cho nên người ta mới nói là mình nên chọn cái mức recall ở đâu đó ở khoảng trước cái khoảng 0.75 chút, tức là nằm ở trong đoạn này đó, trong đoạn này, để mà chi, để cho cái precision nó vẫn còn cao, nó tương ứng với precision ở trong cái đoạn này thì nó vẫn còn ở cái mức cao. Chứ nếu mình chọn cái recall mà ở cái đoạn này đó thì precision nó sẽ tụt rất là nhanh, nó sẽ giảm rất là nhanh. Vậy thôi. Nên nè, precision nó sẽ bắt đầu giảm rất là nhanh ở cái mức là 80% recall nè. Cho nên mình sẽ muốn chọn một cái trade-off trước cái mức đó.
khoảng 60% recall, đúng không? Khoảng 60% recall, ví dụ như ở mức này 60% recall thì ở đây mình có cái mức precision vẫn vẫn cao, khoảng 0.88 ví dụ vậy. Vậy thì giả sử tiếp theo tao cho biết là mình giả sử mình muốn ở cái mức 90% precision thì mình sẽ dùng cái biểu đồ đầu tiên để mình kiểu như ước lượng cái threshold mình cần, nhưng mà nó sẽ không chính xác lắm, đúng không? Thì mình có thể dùng cái cách gọi là argument max. Thì đại khái đó là giống như bây giờ mình nhìn vô cái biểu đồ này đi, giả sử mình muốn nhắm đến cái mức precision là 90% đó, nó nằm ở đâu đây nè, thì làm sao mình biết cái mức mà threshold mình cần chọn là bao nhiêu? Nhìn thì mình ước chừng thôi chứ còn mình không có giá trị chính xác được. Vậy cách làm đó là dùng cái function argument max như vậy. Vậy thì trước khi mà mình cùng nhau mình hiểu cái đoạn code mà argument max đó, thì mình cùng nhau mình luyện tập chút xíu cái function argument max nè. Tại function argument max đôi khi nó mình hiểu rồi thì mình thấy nó dễ, nhưng mà mình không hiểu á, đôi khi mình thấy nó rắc rối lắm, tại dễ lộn cái function, cái min, mình hiểu lầm cái tên của function. Bây giờ mình lấy ví dụ này đi nha, cái này để sau đi, ví dụ này trước nè. Mình có một cái array, khoan đi, mình có một cái array là 1, 2, 3, 4, 5, đúng chưa? Tương ứng index của nó sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, tức là index của mấy thằng này nè, index của cái vị trí số 0 á thì nó mang giá trị bằng 1 đó. Ở đây mình xáo trộn vị trí xíu, mình cho nó bằng đây bằng 4 nè, ở đây bằng 1 nè, chưa, đây bằng 3 nè. Rồi vậy thì bây giờ mình cùng nhau mình luyện tập thử, đó là nếu mình gọi argument min á thì nó bằng bao nhiêu, và argument max á thì nó được bao nhiêu. Vậy thì argument min á nó sẽ làm gì nè, cái function argument min nó sẽ xem trong đây á thằng nào giá trị nhỏ nhất, min mà, nó sẽ xem trong 5 cái giá trị này thằng nào nhỏ nhất, và nó sẽ trả cho mình cái index của cái thằng đó. Như vậy thì trong 5 thằng này thằng nào nhỏ nhất, rõ ràng số 1 nhỏ nhất, đúng không? Vậy nó sẽ trả cho mình cái index của thằng số 1, mà index của thằng số 1 là số mấy, là 0, 1, 2, là 2, cho nên argument mình sẽ được là 2, đúng chưa? Rồi argument max thì ngược lại, nó xem trong đây thằng nào lớn nhất thì nó trả cho mình index của nó, index của thằng đó. Thằng số 5 thì rõ ràng là lớn nhất nên nó sẽ trả cho mình index của thằng số 5. Index của mình số 5 là mấy? Là bằng 4, đúng không? 0, 1, 2, 3, 4. Vậy argument max thì mình sẽ được là 4. Rồi, vậy thì đến đây không có gì khó. Giờ giả sử mình có hai thằng số 1 thì sao? Ví dụ thằng này không phải là số 3 đi, mà là số 1 luôn. Được chưa? Vậy thì nếu mình gọi argument min thì nó ra bao nhiêu? À, thì nó vẫn sẽ tìm trong mấy này thằng nào nhỏ nhất. Thì mình thấy nó thấy có hai thằng nhỏ nhất. Vậy thì nó trả thằng nào? Vậy nó trả index thằng nào đó, ý vậy đó. Thì nó trả cái index của cái thằng đầu tiên á mà nó thấy. Có hai thằng thì nó trả cho mình cái thằng đầu tiên mà nó thấy, tức là nó vẫn trả ra là 2, đúng không? Giả sử thằng này cũng 1 luôn, như vậy là trong trường hợp này á có 3 thằng nhỏ nhất, vậy nó trả cho mình cái index của thằng đầu tiên nó thấy là thằng này chứ không phải này nữa, thì nó sẽ là 1, đúng không? Index là 0, 1 nữa, index của cái thằng này là 1. Giả sử đây cũng bằng 1 luôn thì tương tự nó sẽ trả cho mình cái index của cái trong trường hợp này có 4 thằng nhỏ nhất lận, thì nó trả cho mình index của cái thằng đầu tiên mà nó thấy. Cái thằng nhỏ nhất đầu tiên mà nó thấy thì là thằng này, thì mình sẽ có số 0, đúng không? Rồi bây giờ max thì sao? Tương tự, max cũng tương tự vậy. Giả sử mình có số 5 ở đây, như vậy trong cái list này á nó sẽ có hai cái thằng lớn nhất là hai này, thì nó trả cho mình thằng nào, argument max nó trả cho mình nào? Nó sẽ trả cho mình index của thằng đầu tiên mà nó thấy, như vậy nó sẽ trả cho mình là số 3, tại là 0, 1, 2, 3, tương ứng index của thằng này. Có nghĩa là argument min nó sẽ trả cho mình index của cái thằng mà nó có giá trị nhỏ nhất, nhưng mà nếu có nhiều nhiều cái mà nhỏ nhất thì nó sẽ trả mình cái đầu tiên. Max cũng vậy, nó sẽ trả cho mình index của những cái thằng, tức là của cái thằng giá trị lớn nhất, mà nếu có nhiều thằng giá trị lớn nhất thì nó sẽ trả cho mình cái đầu tiên trong những cái đó. Vậy thì bây giờ tương tự như vậy, nếu mình có cái list này nè, 0 nè, 0 nè, 0 nè, 1 nè, 1 nè, 1 nè, đúng không? Vậy argument min nó sẽ ra bao nhiêu? À, thì trong cái đám này á, mấy nào nhỏ nhất giữa 0 với 1 thì ba thằng này mang giá trị nhỏ nhất nè, đều mang giá trị bằng 0. Vậy tương tự nó sẽ trả cho mình cái index của cái thằng đầu tiên mà nó thấy là bằng 0, đúng không? Rồi max thì sao? Trong 6 thằng này thì ba thằng này mang giá trị lớn nhất là đều bằng 1. Vậy argument max nó sẽ trả cho mình index của cái thằng đầu tiên mà nó thấy là lớn nhất, thì nó sẽ là 0, 1, 2, 3, đúng không? Nếu mà argument max này mình sẽ thấy nó là bằng 3. Rồi kể từ đó là mình giúp mình hiểu được cái argument min và argument max. Bây giờ mình qua cái vấn đề mà thực tế. Giả sử mình có một cái list, các cái threshold 6 cái, và tương ứng mỗi cái là một cái precision như vậy, xếp từ nhỏ đến lớn.
Và câu hỏi đặt ra là mình muốn lấy cái threshold, muốn tìm cái threshold sao cho cái precision nó lớn hơn bằng 0.9, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mình dùng cái đoạn code này, mình cho cái precision nó lớn hơn bằng 0.9 đi, thì kết quả của mình nó sẽ có một cái list thế này nè, là false nè, false nè, false nè, true nè, true nè, true nè. Thì cái list này nó tương đương với cái list này nè, tương đương với cái number array mà 3 số 0, false là 0, true là 1, đúng không? 3 số 0 rồi đến 3 số 1. Đó chưa? Nó tương đương với cái đó đó. Ví dụ như mình gán B bằng cái này đi, thì mình sẽ có B là nó tương đương với cái list này nè, đúng không? Mình so sánh B nó có phải nó bằng này không thì mình sẽ có giá trị true nè. Xin lỗi, phải define B ở trên đó chứ nè. Đúng không? Tại B á, nó là khi mà in cái B ra nè, nó là 444 true true nè, thì mình so sánh nó với phải nó bằng cái array 0000111 hay không nè, thì đúng nè, đúng không? Vậy thì bây giờ mình cần lấy cái gì? Mình cần lấy cái giá trị 400 nè, giờ mình muốn lấy cái index của cái thằng 0.9 nè, và nó tương ứng với thằng này nè, đúng không? Tương ứng với cái 0.9 nè. Vậy thì mình sẽ làm sao? Khi mình sẽ cho thằng mình cho thằng B argument max. Vậy B mà argument max nó ra bao nhiêu? B đó, trong cái 6 thằng của cái B thì thằng nào giá trị lớn nhất? À, là có 3 thằng giá trị lớn nhất, là 3 thằng true này, đúng không? 3 thằng số 1 này. Vậy thì như nãy mình đã biết, argument max nó sẽ trả cho mình cái index của cái thằng đầu tiên mà nó thấy là lớn nhất đó, có 3 thằng lớn nhất, thì nó trả cho mình cái index của cái thằng đầu tiên mà nó thấy là thằng này. Nhưng mà kết quả mình sẽ có là cái index của cái vị trí này, đúng không? Của cái vị trí này chứ, của cái thằng này chứ, nó là 0, 1, 2, 3. Nên mà đây mình sẽ có số 3. Và với cái con số 3 này thì bắt đầu là mình mới dùng cái threshold, đúng không? Mình có cái index của cái vị trí đó rồi, hay nó có index mình đang cần tìm đó, là như vậy, đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy cái mình dùng nó để mình lấy từ trong threshold ra, mình dùng trong threshold mình lấy ra với cái index thì mình sẽ có được số 400. Cái threshold chưa define đây mà 400, đúng chưa? Mình quay lại đây là mình đã hiểu được là bây giờ cho cái precision nó lớn bằng 0.9 và mình lấy cái argument max thì mình sẽ có được cái index, và mình bỏ vô cái threshold á, mình sẽ có được cái giá trị threshold mà tại đó cái precision nó bắt đầu nó lớn hơn hoặc bằng 0.9. Tại vì cái list threshold á, nó đã xếp từ nhỏ đến lớn cho mình rồi. Trong cái function mà ở trên nó tính ra cho mình á, thì precision nó đã từ nhỏ đến lớn, đúng không? Từ 0 đến 1. Và với cái mức threshold là 3370 này, mình sẽ có cái precision là 90%. Với threshold này mình có thể dùng nó mình vẽ lại cái đường gạch gạch này, cái đường chấm chấm với cái threshold vừa mới tính, đúng không? Thế chỗ này vô, thế chỗ này vô. Đó, đây mình có cái biểu đồ ở đây. Cái chỗ này nó nằm ngay cái vị trí là threshold 3370 nè. Thì khi đó mình có được cái precision, nhưng mình đã biết nó sẽ ở mức là 90, đúng không? Thì bây giờ cũng có thể lấy ra xem tại đó cái mức recall bao nhiêu, bằng cách là cũng dùng cái index này nè, và mình coi thử tương ứng cái mức recall mà người ta tính ở cái function này, nó tính cho mình đó nè, là 47.9%, đúng không? Ở cái mức cái dấu chấm màu xanh này, màu xanh lá cây, 47%. Vậy thì tiếp theo còn một đoạn nữa, mình kết thúc hai video cũng 2 tiếng. Đó là với cái threshold đó thì mình sẽ gọi là đưa ra cái dự đoán, thì bằng cách là mình so cái y score, những cái giá trị mà model nó tính, như những cái score, những cái confidence score mà nó đã tính, thì bây giờ mình sẽ so với cái threshold đó để mình có được cái gọi là predicted label, phải không? Đây, vậy là mình có được cái gọi là cái dự đoán của model mà với cái threshold mà mình vừa mới chọn, chứ không phải dựa threshold mặc định nữa. Và mình sẽ dùng cái này để mình tính lại, bỏ vô xem cái dùng cái function precision score nãy đó, để mình coi phải là nó thật sự precision là 90% không? À đúng luôn, 90%. Rồi bỏ vô cái function recall hồi nãy để xem thật sự nó có phải là 47.9 mà giống như mình vừa mới nói hay không, đúng không? Có phải là nó ra được giá trị là 47.9 hay không? Nè. À cũng đúng luôn, 47.9. Thì đó là mình đã gọi là biết cái cách vẽ, và nhờ cái API của Scikit-learn nó tính toán cho mình một loạt các cái giá trị threshold mà tương ứng với mức precision và recall khác nhau, để rồi dựa vào đó mình chọn một cái threshold nào đó, rồi hoặc là tùy vào cái bài toán cụ thể mà mình muốn cái precision của mình là bao nhiêu. Giống như nãy mình đã cùng nhau phân tích là có những bài toán mình muốn precision nó cao, có thể hy sinh cái recall cũng được,
nhưng có một bài toán khác thì mình có thể muốn cái recall nó ít nhất phải đạt được giá trị bao nhiêu, còn cái precision thì kệ nó. Thì mình mới lấy ví dụ, à mình muốn cái precision nó được 90% trở lên thì mình sẽ lấy cái threshold nào, thì dùng cái function argument max nó giúp mình rất là dễ dàng làm chuyện đó. À, còn một chỗ nữa mà nãy mình nói sẽ quay lại mà còn sót, thì cái chỗ mà nó cái đường precision khi mà threshold nó tăng lên á thì nó gặp gần là bởi vì nó không phải như recall. Recall là khi mà threshold giảm thì nó cứ tăng đều, thì cái precision nó sẽ có, nó xu hướng chung nó vẫn tăng, nhưng mà có thể là nó có lúc giảm, kiểu như là có lúc giảm xuống chút xíu rồi nó mới tăng, nhưng mà về cuối cùng nó vẫn là nó sẽ tăng lên 1. Cũng không quan trọng lắm. Cái đoạn này ý người ta nói là mình có thể quay lại cái hình hồi nãy, cái ví dụ mà mình xét mấy con số đó, để rồi mình thấy rằng khi mà tăng cái threshold lên nè, thì mình sẽ thấy có cái hiện tượng là cái precision có lúc nó lại giảm xuống chút xíu. Nhưng mà nhìn chung á, khi mà mình đi tiếp tục tăng cái threshold thì cái precision nó vẫn tiếp tục, nó sẽ tăng lên. Nó vậy thôi. Thì đến đây video nó cũng dài, mình cũng đã đi xong cái phần gọi là precision và recall trade-off. Mình sẽ còn cái ROC curve với một vài mục nữa trước khi mình kết thúc cái chương 3. Thì hẹn gặp lại các bạn trong cái phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành.